Con chào ông bà. Nè, mày là con của vợ chồng lão Bảy mới mất đúng không? Dạ bẩm dân. Mày tên gì? Dạ, con tên Ngoan. Có biết tại sao tao kêu mày đến đây không? Dạ không. Đây, cha mẹ mày nợ ông bà đây 30 đồng bạc từ mấy năm. Đến nay á, lãi mẹ đẻ lãi con đã thành 5 lạng bạc trắng rồi đó. Thưa bà, tiền nhiều như vậy, lấy đâu ra mà con trả được ạ? Thì phải ở nợ không công để trả nợ chứ làm sao. Bà bếp nhà tao vừa mới nghỉ, giờ mày ở đây làm bếp, quét dọn, bưng cơm rót nước cho tụi tao. Tất cả những công việc trong nhà này mày đều phải làm hết. Sao? Không chịu hả? Không chịu thì trả 5 lạng đây. Dạ, con không có 5 lạng. Con xin ở đợ ạ. À. Cô Ngoan có sao không? Tôi không sao. Cảm ơn Trâm. Cô Ngoan cầm lấy ăn đỡ đi. Cô làm cả ngày mà chỉ được ăn có một bữa cơm trắng thì sao mà chịu nổi? Anh cũng đâu được ăn nhiều hơn tôi đâu. Cho tôi rồi, anh lấy cái gì mà ăn? Tôi làm công nên còn có ít tiền lương mua đồ ăn. Cô cứ cầm ăn đỡ đi. Lỡ cô té xỉu rồi sẽ bị ông bà mắng thêm đó. Cảm ơn anh. Anh tốt quá. Tôi ở căn chòi ngoài ruộng á. Cô có cần gì thì ra đó gọi tôi giúp. Không được đâu. Ông bà mà biết là tôi sẽ bị mắng đó. Cô Ngoan, tôi đã để dành được một ít tiền. Tôi sẽ nói với ông bà Phú xin cưới cô. Cô Ngoan thấy sao? Nhưng mà tôi còn nợ ông bà Phú tiền. Chỉ cần cô Ngoan chịu, tôi sẽ nói với ông bà Phú cho chúng ta cùng làm, cố gắng trả hết nợ. Con Ngoan, mau vô trong ăn mặc đẹp cùng ông bà đón khách đi con. À, tôi đi nhanh chăm, tôi đi nha. Được không? Được, được. Ngoan à, ông bà kêu con lên đây để nói cho con biết. Con đã lớn rồi nên phải đi lấy chồng. Ờ, nhưng còn món nợ. Đương nhiên là nhà trai đã hứa trả dứt nợ cho con rồi. Nhà trai là ai? Chẳng lẽ anh Chăm Mạnh? Dạ, rước cụ Lý vào chơi ạ. Thưa cụ Lý, nhà chúng tôi có đứa con gái nuôi, nay đã lớn nên muốn gả cho cụ Lý. Hai ông bà thật có lòng, nhưng tôi đây đã già mà cô đây còn trẻ quá. Dạ, gừng càng già càng cay ạ. Chỉ xin cụ Lý ưng nhận về làm tỳ thiếp cũng được ạ. Cô Ngoan có chịu không? Gật đầu đồng ý đi. Nếu không á, tao đưa mày lên quan. Con gái nuôi của tôi á rất là đoan trang. Cha mẹ đặt đâu là ngồi đó. Với lại á, nó cũng ngưỡng mộ tài cự từ lâu rồi. Trời đất ơi, ông làm cái gì mà cứ đi qua đi lại, đi riêng rồi tôi chóng mặt quá à. Bà không lo gì sao? Con Ngoan nó chạy trốn chưa tìm thấy. Nay mai ông Lý qua đây không có cô dâu thì chúng ta chết mất. Lão ấy hứa cho mình rất nhiều thứ nếu cưới được con Ngoan. Nghĩa là lão rất là thích nó. Giờ không có nó, lão sẽ tịch thu hết điền sản của chúng ta, bà hiểu không? Nè, ông cứ yên xem nào. Cái gì vậy?
bịt mồm con chó nó lại coi. Dạ, bẩm bà đoán như thần, chúng còn theo dõi thằng Chăm, thấy nó hả gấp rút thu dọn đồ đạc định bỏ trốn. Dạ, tụi con còn thấy nó cho con Vàng ngửi cái khăn này nè. Thả tôi ra, thả tôi ra. Tao dám chắc đây là khăn của con Ngoan. Tụi nó định bỏ trốn với nhau đây mà. Cái gì? Lúc nãy nó vừa đi tìm con Ngoan với tôi mà. Ông ơi, ông ngây thơ quá. Nó giả vờ đi tìm con Ngoan để dắt mấy người đi lạc đó. Hèn chi mà tìm hoài không thấy. Ha, tụi mày giỏi lắm. Chờ tao tìm được con Ngoan về đây, bán nó cho cụ Lý, còn mày sẽ lên quan tù một gông. Tôi xin bà hãy tha cho Ngoan đi. Mày còn dám gian sinh cho nó sao? Tha cho nó thì ai trả nợ cho chúng tao đây? Bán mày đi chắc. Cụ Lý đã hứa hồi môn cho chúng tao là 10 lạng vàng và miễn đóng thuế. Không thì cả nhà ta sẽ bị tịch thu, ăn cám cả lũ đó. Ông nhiều lời với cái bọn ngu muội này để làm gì? Cái này á sẽ làm cho con Ngoan quay về đây mà mình không cần phải nhọc xác đi tìm nữa. Đi tìm con Ngoan về đây, không thì thằng Chăm chủ mày sẽ tồi đời đó. Hiểu chưa? Giang, mày không được tìm Ngoan, cứ kể tao, chạy đi. Nó chỉ là con vật vô tri, lỡ nó không tìm con Ngoan thì sao? Trời đất ơi, ông ngu lắm. Con Ngoan nó chờ thằng Chăm nên chắc chắn chưa thể đi xa được. Bây giờ kêu mấy thằng tá điền phao tin ra cho làng xóm biết là thằng Chăm ăn cắp lúa nhà mình, sắp đưa lên quan xử. Con Ngoan nó nghe được, thế nào nó cũng mò về đây thôi. Sao anh Chăm vẫn chưa tìm mình nữa? Không biết có chuyện gì không? Khát nước quá. Hình như có một cái suối gần ở đây. Ông ơi, ông ơi, ông làm sao thế? Đói quá. Cho cô cái bánh này, ông ăn đỡ đi. Ông ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn á. Ông ơi, ông sao vậy? Ông ơi, ông giả bớt ra được không? Ông làm con sợ quá. Cảm ơn con, 3 ngày nay ta đã chưa ăn gì. Dạ, ông không sao là tốt rồi. Trông con cũng mệt và đói lắm rồi. Con còn trẻ, còn khỏe, nhịn đói một bữa cũng không có sao đâu. Lát nữa con tìm ít rau rừng hay quả rừng ăn cũng được mà. Con thật là nhân hậu. Ta có thể ban cho con một điều ước. Con tưởng ông là ăn xin. Thì thời tiên cũng hiện ra nhiều hình dạng khác nhau để thử thách con người mà. Thật ra ta biết hoàn cảnh của con nên muốn giúp con một chút. Thấy con thực sự rất là nhân hậu, dù khó khăn vẫn ra tay cứu người hoạn nạn, nên ta sẽ cho con một điều ước. Dạ, con cảm ơn ông. Ở hiền rồi sẽ gặp lành con à. Giờ hãy nghe ta. Con hãy leo qua mỏm đá bên kia suối, hái bông hoa trắng mà con thích nhất và ước với nó, rồi con sẽ được tội nguyện. Nhưng mà con phải cẩn thận với điều ước, vì cái gì cũng có hai mặt của nó cả. Dạ, con hiểu rồi, cảm ơn ông. Hoa trắng. Ước gì? Mình nên ước gì đây ta? Chỉ có một điều thôi mà mình thì cần. Ủa, Giang, sao em lại ở đây? Anh Chăm đâu? Anh Chăm không đi với em hả? Vậy chẳng lẽ anh Chăm có chuyện rồi? Có lẽ ông bà bá hộ đã phát hiện ra và bắt anh Chăm rồi. Mình phải cứu anh đấy. Làm sao đây? Hay là
Ta có một điều ước, ta sẽ ước cả hai đứa được tự do. Ước cho tôi và anh Chăm được tự do, không còn làm người hầu nữa. Trời, vàng bạc nhiều quá. Vậy là trời cho mình để mua lấy tự do của mình và anh Chăm đây mà. Lúc này mà bà còn ung dung ngồi đó hả? Cụ Lý có thể đem lễ vật tới bất cứ lúc nào, mà con Ngoan á thì chưa có về. Ông cứ từ từ đã, nó sẽ không bỏ thằng Chăm đâu. Lỡ nó bỏ thật thì sao? Trời ơi, cụ Lý sẽ trút giận xuống chúng ta. Lão ấy sẽ khép cho chúng ta một cái tội gì đó mà có trời mới nghĩ ra, rồi nuốt hết của cái nhà mình. Lão già tham lắm. Ông có thôi đi chưa? Đã ai làm sao đâu mà cứ làm quá lên à. Cùng lắm á thì mình đổ hết tội cho thằng Chăm. Tôi đã liệu hết rồi. Tôi biết lão Lý quá mà. Bà cứ chủ quan đi ha. Để tôi xem thần cơ diệu toán như bà có làm cho con Ngoan xuất hiện ngay ngưỡng cửa được hay không. Thưa ông bà, con về rồi đây. Chăm, tao biết thế nào mày cũng về cứu thằng Chăm mà. Sao, có muốn chuộc lại tự do cho cả hai đứa không? Đúng vậy, bà ra giá đi, bao nhiêu con cũng mua. Gan ha, cả vốn lẫn lời đến nay là 2 lượng vàng, tính cả thằng Chăm á và tội của nó thì phải là 10 lượng mới đủ. Mày có làm cả đời thì làm sao? Ở đâu mà mày có thứ này? Bà không cần biết, đây là đủ tiền chuộc thân cho chúng con rồi. Hãy thả anh Chăm đi. Dạ vàng thiệt bà ơi. Anh này định qua mặt tụi tao hả? Vàng ở đâu ra? Nói mau. Con lụm được. Ha, vàng chứ có phải là đá ở ngoài đường đâu mà mày lượm dễ quá vậy? Mày trộm cướp của ai hả? Mày khai ra mau, không thì tao vua của mày lên quan á. Tiên ông cho con vàng. Xảo trá, ông mau bắt nó lên quan đi. Không, con nói thật mà. Con đã giúp đỡ ông Tiên, giao mấy cho con vàng. Mày được ở cùng nhau rồi, toại nguyện hen. Ngoan. Không, ông bà phải trả tự do cho chúng tôi. Tôi đã trả tiền rồi, cũng kể tường tận sự việc cho ông bà nghe rồi còn gì. Vậy thì để tụi tao đi kiểm tra xem thật hư thế nào, rồi mới về tính chuyện với tụi bay sao. Không, ông bà lừa chúng tôi. Thả chúng tôi ra, thả chúng tôi ra. Cái con nhỏ này không chừng nó lừa gạt vợ chồng mình để tính kế trốn thoát đó bà. Lỡ nó nói thiệt thì sao? Mình nhốt nó vô rồi con chạy đằng nào được. Ê chà, nếu đó là thật tôi sẽ ước con. Ai để cho mình rác giữa đường vậy trời? Ông né qua một bên coi. Ủa, mà ông có sao không? Trời ơi, chồng con vô. Ông đói chưa? Tụi con có đồ ăn đi nè. Đúng rồi. Ông ăn món gì? Chúng con có. Mấy người đủ chưa? Mấy người ở đâu ra mà hành hạ tôi vậy?
Vợ chồng tụi con là những người lương thiện, chuyên giúp người nghèo khó. Giờ ông có nguyện vọng gì á, cứ nói ra cho tụi con biết, để tụi con đáp ứng ạ. Thật vậy sao? Bây giờ muốn cái gì ta? Ông nói nhiều ông, vô, ăn nhiều vô đi ông, ăn nhiều cho khỏe ăn lên nha nè. Ông. Rồi ông cần cái gì á, cứ nói vợ chồng con, rồi ông cho con điều ước nha ông. Thì ra là chuyện đó, vậy mà không nói thẳng ra cho lẹ, hành hạ ta như vậy làm gì? Ông thiệt là tinh ý á. Thì tụi con cũng khổ quá mới làm vậy. Ông hãy thương tình tụi con, cố gắng chiều ông nãy giờ. Đủ rồi, giờ chúng ta ra suối cái đã. Đúng rồi, để ra suối cái đã, để con cõng ông ra. Không cần đâu. Dạ đúng đó, đi chồng con cõng ông ra. Mau lên ông, mau lên. Thì ra là em đã gặp được Tiên, có được một số tiền rồi. Sao em không trốn đi, còn quay lại tìm anh làm gì? Em lo cho anh, em không thể bỏ mặc anh được. Em khờ quá, anh chịu khổ quen rồi, còn em khó khăn lắm mới thoát được. Lỡ họ giàu có rồi vẫn gả bán em thì sao? Hay là mình tìm cách thoát ra đi, miễn là mình đi cùng nhau, khổ mấy em cũng chịu. Hôm qua đến giờ anh đã đào được cái lỗ nhỏ này, chúng ta cùng nhau đào, biết đâu có thể chui ra ngoài trước khi ông bà phú hộ trở về. Trời đất ơi, cả một suối nguồn tươi trẻ, cả một kho báu. Ông làm gì vậy? Để tôi ước chứ. Bà thì biết cái gì, phải ước được giàu có. Giàu có mà xấu xí thì ai thèm. Được trẻ đẹp như tiên giáng trần. Trời ơi, không được, không được. Cái mụ già này, mau rút lại điều ước, nhanh lên, rút lại liền. Quỷ bỏ đứa chưa rồi, quỷ liền, hãy cho ta trở thành người giàu có nhất thế gian. Ông dám nói vậy hả? Trời ơi, quỷ bỏ điều ước vừa rồi, hãy cho ta trở thành người trẻ đẹp nhất thế gian. Mụ này, ta ơi, ta trở thành người giàu nhất, thế gian này. Ông bà phú hộ đâu cả rồi? Nhà trai đã đến rồi đây. Mày đi xem ông bà phú hộ đâu rồi. Dạ. Dạ, con chào cụ Lý, rước cụ vào nhà chơi. Ông bà phú hộ đâu? Sao không ai ra đón đàn trai vậy hả? Dạ, ông bà phú hộ đi đâu từ hôm qua chưa về. Mày nói cái gì? Còn cô Ngoan đâu? Dạ, cô Ngoan cũng biến mất rồi ạ. Dạ đúng là không có ai hết ạ. Giỏi lắm, chủ tớ nhà các ngươi dám giỡn mặt với ta, đem ta ra làm trò cười. Bay đâu,
tịch thu hết gia sản nhà phú hộ, bố cáo cho dân làng cùng biết đó là hình phạt cho bọn trốn thuế. Dạ. Rêu rao cho bà con khắp vùng này biết, nếu tóm được nhà phú hộ hoặc con bé ngoan ở đâu thì sẽ được thưởng. Dám dung bọn khỉ quái đản này để coi nhà, người đâu, đuổi bọn chúng đi, kêu thêm người đến canh giữ, không cho chúng quậy phá. Dạ. Dạ. Chúng ta phải đi nhanh trước khi ông bà phú hộ về. Còn cụ Lý nữa, lão ta nổi tiếng thù dai, lão sẽ không tha cho em đâu. Sao em thấy hai con khỉ này quen quá? Hình như bọn khỉ muốn em đi đâu đó. Vậy anh dạy vàng đi cùng em. Sao em thấy con khỉ này giống ông bà phú hộ quá? Anh cũng thấy như vậy, nhưng vô lý quá. Con chào ông. Ông có còn nhớ con không? Cô gái tốt bụng, con đã có điều ước của con chưa? Dạ, cũng gần như vậy. Chúng con đang trên đường trốn đi trước khi ông bà phú hộ về, thì hai con khỉ này đến. Quả là duyên nợ. Hai ông bà phú hộ quả là có đến tìm ta. Và vì không thèm nghe lời của ta dặn, vì bản tính tham lam nên đã quá thành khỉ thế này đây. Thật sao? Ông ơi, liệu có cách nào cho họ hóa thành người không? Con muốn họ trở lại thành người sao? Vậy con sẽ bị bắt lại và gả bán đi thì sao? Thật ra trông họ thế này thật tội nghiệp. Dù sao họ cũng đã cho con chỗ ăn, chỗ ở khi con mồ côi. Với lại con cũng sẽ chạy trốn trước khi họ thành người trở lại. Không dễ như vậy đâu. Đây là quả báo mà họ phải nhận. Hay là hai ông bà tập trèo cây hái trái dần đi. Thưa ông, thực tình không có cách nào sao? Con thấy họ có vẻ hối hận rồi đó. Cách thì cũng có, nhưng mà ta không chắc là họ có làm được không. Họ quá thành khỉ là vì họ quá tham lam và xấu xa. Bây giờ họ phải tập làm người trở lại, nói năng cư xử cho ra người có nhân có nghĩa. Bằng không thì chỉ một hay là hai tuần nữa thôi, họ sẽ mất hết những ký ức của con người và trở thành khỉ mãi mãi. Anh Chăm, hay mình giúp họ được không? Lỡ họ trở thành người rồi lại muốn bán em nữa thì sao? Em nghĩ không đâu. Lỡ họ làm việc xấu rồi họ thành khỉ nữa thì sao? Thôi được rồi, vậy các người hãy cố gắng cùng chúng tôi tìm xem có cách nào hóa giải không. Nhưng còn cụ Lý, em nghĩ chúng ta không thể ở đây được. Anh cũng nghĩ đến rồi. Với số tiền anh dành dụm được thì chúng ta có thể đến nơi khác, mua một mẫu ruộng nhỏ để cất nhà và cày cấy. Em có chịu không? Dạ, anh đi đâu em cũng theo.
Vậy để anh đi dò hỏi và nghe ngóng tình hình rồi chúng ta sẽ đi. Trong khi đó thì em và hai ông bà ở nhà, cố gắng đừng để ai thấy nha. Phải cố giúp chứ. Người không chịu cố gắng gì cả. Cả tuần lễ rồi, hai người sẽ trở thành khỉ mãi mãi đó. Ngoan ơi, chúng ta gặp may rồi. Anh đã dò hỏi ở làng bên, cách đây 4 dặm có một miếng đất vừa túi tiền với chúng ta. Chúng ta mau đi thôi. Thật sao? Vậy chúng ta đi. Họ không có tiến triển gì hả? Em nghĩ họ đang mất dần ý thức con người. Họ không còn thái độ hống hách như trước nữa, mà dần giống khỉ hơn. Nếu nghĩ tích cực á, thì vậy cũng tốt cho chúng ta. Anh có thể quen với việc có thêm 2 con khỉ ở trong nhà cùng với con Giang. À, con Ngoan, mày dám trốn mà? Mày đâu? Bắt chúng lại! Chạy! Đuổi theo! Nhanh, đuổi theo! Em chạy hướng này, anh sẽ chạy hướng kia để đánh đặt hướng bọn chúng. Anh và Giang sẽ tìm được em. Anh phải cẩn thận đó. Bây giờ, mình đi đường nào đây cậu? Đi bên này. Dạ bẩm cụ, phía trước là vực thẳm rồi, không thể trốn ở đây đâu. Đi hết rồi, chúng ta an toàn rồi. Không biết anh Chăm có an toàn không nữa. Chúng ta đi thôi, để giúp hai người trở thành người nữa. Các người hãy đi tìm anh Chăm, bảo vệ anh ấy và cố gắng sống tốt. Nhớ lấy, dù là khỉ cũng hãy cố gắng sống tốt. Để ta giúp một tay. May là anh đến kịp. Trời ơi, tôi thành người rồi bà ơi. Trời ơi, tôi mất tôi rồi ông ơi. Cái bụng bầu của tôi không mất đi ông à? Cảm ơn hai người đã cứu chúng tôi ra khỏi lớp khỉ. Cảm ơn. Nhờ hai người mà tôi nhận ra nhân nghĩa là thế nào. Từ nay chúng tôi sẽ làm người tốt, hứa là không hiếp ai nữa. Ông bà biết vậy là tốt rồi. Dù sao thì ông bà cũng mất hết nhà cửa. Hay là từ nay chúng ta sống chung một nhà, coi nhau như gia đình để chăm sóc lẫn nhau. Và từ đó hai vợ chồng Phú Hộ thật sự hối cải, cùng về sống với Ngoan và Chăm. Hai người làm lễ cưới cho Ngoan và Chăm.
cùng làm việc và sống hạnh phúc với nhau như một gia đình. Còn cụ Lý, cái thằng đầy tớ này kêu đi kiếm nước mà đi đâu mất biệt. Nè, lão già kia, đường về làng ở đâu hả? Lão nhìn cái gì? Đưa nước đây, ta đang khát. Lão kia, ta hỏi sao không trả lời? Ta là cụ Lý trong làng này, liệu hồn mà trả lời ta? Ta không biết đường ra khỏi rừng, nhưng mà ông có thể hái một bông hoa ở đằng kia, trời ước cho ông ra khỏi rừng ngay lập tức. Thật sao? Mình có nghe nói trong làng có người gặp tiên, lẽ nào là thật? Ông cứ thử xem, nếu không về nhà được thì lại đây bắt đền ta. Nhưng mà chỉ ước một bông thôi. Hay là ta thử trước đã. Ta ước có một túi đầy vàng trước mắt. Hay thật, ta ước trở thành vua. Ta ước có quyền lực nhất thế gian này. Ta ước được trẻ lại 30 tuổi. Ta ước... Thế là cụ Lý trở thành khỉ mãi mãi. Ngày xưa có một chàng trai tên là Ngưu Lang làm chăn trâu thuê cho ông bà Bá Hộ đã 5 năm mà chưa được trả công. Thằng Ngưu Lang đâu rồi? Giờ chưa đi chăn trâu, để trâu đứng đầy ở nhà tao đó hả? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dạ con đây thưa ông. Cái thằng giờ này mặt trời đã lên quá ngọn sào rồi mà chưa đưa trâu đi ăn hả? Dạ con cũng đói mà chưa được ăn gì, thì làm sao con đưa bọn trâu đi ăn nổi? Cơm mày ăn ngày ba bữa còn kêu ca nổi gì? Dạ nhưng mà ông chưa trả tiền công của con 5 năm qua. Lúc trước á, ông bảo con còn nhỏ nên ông giữ tiền cho con sau này lãnh một lần để làm ăn. Giờ đã 5 năm rồi, con muốn lấy tiền công để... Mày dại lắm. Bây giờ mày lập nghiệp thì chắc gì tiền đã sinh lời. Lỡ mà mất hết á thì lại đi làm mướn, để dành nhiều một tí á, rồi cưới vợ, lập gia đình là ăn chắc, không lỗ đi đằng nào được hết. Nhưng mà con muốn dựng một cái nhà, có nhà rồi thì mới cưới vợ được chứ. Trước giờ con ngủ ngoài chuồng trâu không mà. Thôi được, nghe mày nói cũng có lý. Vậy, ngày mốt ta sẽ bán đàn trâu này rồi trả công cho mày. Nhưng mày phải làm sao kiếm được một con trâu nữa cho chẳng 10 con thì bán mới được giá. Làm sao mà chỉ trong 2 ngày con kiếm được một con trâu khác cho ông bây giờ? Đợi trâu đẻ cũng phải 1 năm nữa ông. Vậy thì mày làm thêm cho ông mấy năm nữa, để khi nào kiếm được vợ hẳn tính. Đi chăn trâu mau đi, nó mà chưa được tắm rửa như lần trước thì ông trừ lương đó. Đi thôi. Ủa, 1 2 3 nè, 4 5 nè. Ủa, mình cứ đếm vậy hoài thì có thêm một con nữa không ta? Mày thì tốt rồi, có nhà ở, có vợ con, có người chăm lo ăn uống tắm rửa hàng ngày. 6 7 8. Ủa, một con nữa đâu rồi? Lại đi ăn lung tung rồi đây. Mau buông ra, cái áo của ta không phải đồ ăn đâu, biết chưa? Con trâu này, mau nhả ra. Dạ, ông có sao không ạ? Cậu là ai mà dám thả trâu ở đây? Dạ con thấy cỏ ở đây tươi ngon cho nên con dẫn đàn trâu đến. Thôi thôi được rồi, ta đang vội. Để con giúp ông một tay. Vậy thì tốt quá, ta đang có việc mà lại rớt tơ ở đây. Đúng lúc con trâu kia nhai áo của ta, khiến không thể nào thu gọn được. Ê, gỡ ra từ từ thôi, đừng có làm đứt nhân duyên thiên hạ đó. À, ông chờ con một chút, con có cách. Người quả là tháo giác, lấy sáp ông mà thu được tơ thật nhanh.
Ông quá khen, chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ. Mà ông là nhà buôn tơ hay sao mà ông lại... Ngươi quả là không biết đây là đất tiên sao? Hả? Đây là khu rừng tiếp giáp với tiền giới, để trồng thuốc và lấy nước rửa chân. Thường thì sẽ có sương mù đánh lạc hướng con người, vậy mà hôm nay ngươi lại vào được đây. Dạ, con mãi nghĩ đến việc dựng nhà lấy vợ nên không có để ý đi lạc vô trong đây. Ủa, vậy ông cũng là tiên sao? Ta là Nguyệt Lão, lo việc hôn nhân của Trần Giang đây. Hả? Có thật là vậy không? Nguyệt Lão, xin hãy cho con biết con có vợ hay không? Làm sao con tìm được một người vợ bây giờ? Ê, từ từ xem coi. Ta thấy ngươi cũng là một anh chàng tốt bụng tháo giác. Ngươi hãy ném sợi tơ này xuống đất, nó sẽ dẫn ngươi tìm đến một cô gái phù hợp với ngươi. Dạ, con cảm ơn ông. Nữa. Giờ mình nên làm gì đây? Chúng ta về thôi các chị. Tiên trưởng mà biết được thì... Chúng ta về vậy. Ngày mai chúng ta sẽ quay lại mà. Các chị ơi, áo của em đâu mất rồi? Sao lại vậy? Lúc nãy em để ở đâu? Em để cùng với các chị mà. Có thể nó bị gió thổi bay đâu đây thôi. Trời đã về chiều rồi, chúng ta sẽ bị tiên trưởng mắng mất. Mau về thôi. Còn em thì sao? Không có cánh, làm sao em về được? Em tạm ở đây chờ chị. Tụi chị sẽ đánh lạc hướng tiên trưởng rồi sẽ quay lại đây giúp em. Các chị giúp em với. Nếu việc này bị phát hiện thì em sẽ bị phạt mất. Ủa cô ơi, cô có sao không? Ngươi là ai? À, tôi là Ngưu Lan, đang chăn trâu ở gần đây nè. Tôi nghe tiếng khóc của cô cho nên tôi tới xem sao. Mà cô bị sao vậy? Tôi là chức nữ, tiên nữ dịch giải ở trên trời. Hôm nay xuống giếng này lấy nước, không ngờ lại bị mất cái áo cánh tiên, nên tôi không làm sao bay về trời được nữa. Xin cô hãy bình tĩnh lại. Hay là chúng ta cùng nhau tìm? Tôi đã tìm khắp hết ở đây rồi. Nếu không về trời thì tôi sẽ bị phạt mất. À, hay là cô về chỗ tôi ở tạm đi. Trời sắp tối rồi, cô đâu thể ngồi ngoài rừng như vậy hoài được. Nhưng lỡ các chị tôi đến mà không thấy tôi thì mai chúng ta sẽ quay lại đây coi làm sao. Cô nghe lời tôi đi, tôi sẽ cố hết sức giúp cô. Sao anh tốt với tôi vậy? Tôi tôi thấy người hoạn nạn thì thương mà. Cứ như anh kể thì anh thật giỏi, khi một mình chăm sóc bầy trâu sinh con đẻ cái đông đúc thế này. Cô quá khen. Mà nè, lát nữa ông bá hộ có hỏi thì nhớ nói với ông ấy rằng cô là vợ tôi nghe. Sao lại thế? Tại vì có như vậy á thì tôi mới bắt ông ta trả tiền công ở đợi 5 năm cho tôi được. Và tôi có thể dựng một căn nhà để cho cô ở tạm. Vậy ra anh không có nhà sao? Vậy từ đó đến giờ anh ở đâu? Tôi ngủ ở hành lang nhà kho của ông bá hộ. Thật tội cho anh. Tôi còn trẻ nên sao cũng được. Tôi cứ nghĩ ông bá hộ sẽ tiết kiệm giúp tôi, vì tính tôi cũng phóng khoáng. Dù vậy chăng nữa thì tôi nghĩ anh cũng xứng đáng nhận được phần của mình. Thằng ngu, đi chăn trâu đến giờ này mới về. Ông tưởng mày định trộm cả đàn trâu của ông á thì biết tài. Dạ, xin lỗi ông. Dạ, con vừa tìm được một cô vợ nên về trễ. Sẵn có nhà quan ở đây, xin ông hãy giữ lời, trả tiền công 5 năm cho con đi ạ. À? Cái gì?
Dạ, xin giới thiệu, đây là chức nữ, vợ của con. Thằng kia, nói thiệt đi, mày đã bắt cóc tiểu thư con cái nhà ai có phải không? Giờ bẩm sai nha, xin hãy bắt cái thằng này về hỏi cho rõ ạ. Thưa ngài, tôi chính là vợ của chàng Ngưu Lang đây. Trời ơi, cô nương xinh đẹp vậy, sao lại chịu đi làm vợ của một thằng nghèo như nó? Nghe lời ta, bỏ nó đi. Ông Bá Hộ, ông đã hứa với con sẽ trả tiền công cho con nếu con cưới vợ mà. Thả tôi ra, thả tôi ra. Các ông phải thả Ngưu Lang ngay và trả tiền công làm 5 năm cho anh ấy. Từ nay anh ấy đã có gia đình và là người tự do, không được lôi thôi với anh ấy nữa. Vậy anh định xây nhà ở đâu? Tôi thấy nơi đây cũng được, gần làng, gần bến nước, cũng gần đường cái nữa, rất là thuận tiện. Chức nữ, cô hãy tạm nghỉ ngơi ở đây đi, ngày mai tôi sẽ xây nhà cho cô. Cảm ơn anh, nhưng rồi anh ngủ ở đâu? Tôi hả? Tôi thức canh cho cô ngủ. Không có sao đâu. Hôm nay chắc cô cũng mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi, đừng có lo cho tôi. Cảm ơn anh. Vậy mà anh định làm gì với số tiền công? Tôi sẽ xây một căn nhà nhỏ trước đã. Sau đó hả, còn dư thì tôi sẽ mua một con trâu để cày thuê, hoặc là mua một bộ đồ đẹp cho cô, có được không? Các chị, chờ em với. Em nhớ nhà lắm, đừng bỏ em. Tội nghiệp nàng ấy quá. Hay là ta trả lại cái áo? Nhưng mà ta cũng không muốn rời xa nàng ấy. Chức nữ, ủa, cái áo còn đây, nàng ấy đi đâu được kia chứ? Anh ơi, anh cho tôi hỏi, anh có thấy một cô gái nào đi lạc ngang qua đây không? Không, không thấy. Dạ, cảm ơn anh. Có khi nào nàng ấy gặp nguy hiểm gì không? Chức nữ. Mà thở dài vậy hả? Chức nữ. Chức nữ, cô đây rồi. Cô không sao? Tôi mừng quá. Anh lo cho tôi sao? Lo chứ, tôi. Mà thôi đi, cô an toàn là tốt rồi. Cô mau ngồi xuống đây, tôi mua đồ ăn cho cô rồi đây nè. Cảm ơn anh. Hôm nay tôi đã đến Chiến Tiên để xem các chị có trở lại không, hay có tìm thấy cánh tiên không. Chẳng tìm thấy gì cả. Để tôi xây căn nhà thật nhanh cho cô có chỗ ngủ đêm nay nha. Ôi da. Anh có sao không? Anh đâu cần làm vậy. Tôi, tại tôi vội quá. Nhưng mà không sao, tôi làm cho nhanh để kịp trời tối cô có cái mái che tạm. Vậy sáng giờ anh làm gì? Thì tôi đi tìm cô. Tôi sợ cô gặp nguy hiểm. Tôi thì gặp nguy hiểm gì được, tôi có phép mà. Để tôi giúp anh một tay. Đừng, cô không thể làm như vậy, người ta sẽ phát hiện ra và bắt cô mất. Thấy anh cực khổ vì tôi cũng muốn báo đáp anh một chút. Chắc là không sao đâu. Cảm ơn cô, chỉ cần cô an toàn là tôi vui rồi. Mình sẽ quét thật sạch sẽ để chức nữ ngủ được ngon hơn.
tiên trưởng. Còn thiệt là đã bị mất cánh, ở dưới trần còn đi lại lung tung, làm phép lung tung. Nếu như bị phát hiện thì phải làm sao? Con đã cố tình làm thêm một phép nữa để tiên trưởng tìm thấy con ở đây. Giờ con bị mất cánh rồi, xin giúp con về lại nhà đi. Ta đã nghe các tiên khác báo lại rồi, nhưng tạm thời các tiên đang bận rộn thu hoạch sợi và tơ cho kịp dệt, nên không ai có thể giúp con trở về hết. Nhưng lỡ Dương Mẫu bất ngờ đến hỏi thì sao? Điều đó ta phải tự tìm cách thôi. Nhưng con phải ở nguyên đây, vì con chưa tìm ra đôi cánh nên bây giờ con không thể về trời được. Nếu có được cánh tiên, chắc chắn nàng ấy sẽ trở về, và ta mãi mãi không được gặp nàng ấy nữa. Con ở đây có tốt không? Mà đây là nhà ai vậy? Đây là nhà của chàng Ngưu Lang. Chàng ấy rất tốt với con và giúp đỡ con từ lúc tìm thấy con ở chỗ giếng tiên. Dù sao con cũng phải cẩn thận, không nên để hắn nhìn thấy ta. Con hãy cẩn thận, ta sẽ trở lại khi có dịp. Dạ, con sẽ nhớ lời tiên trưởng. Tôi đã dọn dẹp rất là sạch sẽ và giường của cô đã sẵn sàng rồi. Cô có thể vào ngủ rồi đó. Vậy rồi, anh ngủ ở đâu? À, tôi ngủ ở ngoài hiên này nè. Nhưng nhà này là của anh mà. Nhưng mà trai đơn gái chiếc, tôi nên ngủ ngoài này thì hơn. Cảm ơn anh. Cô đang làm gì vậy? Tôi đang nuôi tầm ăn lá dâu. Mai này có thể thu được tơ để kéo sợi dệt vải. Tôi có thể chỉ cho mọi người làm và dệt vải. Cô thật tốt. Anh chị Ngưu có nhà không? À, chị vào đây. Cảm ơn anh Ngưu đã cày hộ tôi mấy luống. Nhà có ít rau, biếu anh chị. Chị khách sáo quá, láng giềng giúp nhau một chút thôi mà. Đúng ra là mướn anh Ngưu cày thuê mà phải khất đến cuối tháng, nên anh chị nhận rau đỡ vậy. Vậy thì cảm ơn gia đình chị nhiều nha. Chị Ngưu này, đây là một ít chén đũa gia đình tôi tặng hai vợ chồng mới cưới. Chị đâu có cần làm vậy. Anh chị Ngưu đừng khách sáo, quanh đây chúng tôi rất quý hai người. Anh thì tốt bụng, chị lại dệt vải đẹp, luôn giúp đỡ chúng tôi. Hai vợ chồng thật là đẹp đôi hiếm có. Tôi xin lỗi, nhưng nếu không nói với hàng xóm chúng ta là vợ chồng thì họ sẽ để ý, không hay cho cô chức nữ. Tôi hiểu, nhưng mà tôi chắc phải ở đây lâu, rồi anh làm sao lấy vợ? Tôi tình nguyện cả đời này bảo vệ cho chức nữ cũng được. Tôi xin nương nhờ anh ở chốn trần gian này. Cảm ơn nàng. Anh nguyện suốt đời này bảo vệ nàng, không bao giờ rời xa nàng. Từ đó Ngưu Lang và chức nữ thành đôi vợ chồng hạnh phúc, chăm chỉ làm ăn và giúp đỡ mọi người. Gia đình ngày càng khá hơn, tậu được cả ruộng và trâu. Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, Ngưu Lang và chức nữ sinh được một cậu con trai lên 3 tuổi. Lúa nhà mình kỳ này trúng mùa dở à? Mai chồng lên chợ huyện để bán cho mấy tiệm lớn. Lên huyện vừa đi vừa về, đi chừng 1-2 tuần thôi mà. Chồng biết, chồng đi với mấy nhà hàng xóm nên không có sao đâu. Chị lo cho hai mẹ con ở nhà đây nè. Không sao đâu, vợ đã quen sống ở đây rồi mà. Chồng không có muốn xa vợ và con chút nào. Chồng ơi, tới giờ đi kẻo muộn. Chồng làm gì mà lâu thế?
Vợ đã chuẩn bị đồ đạc và đồ ăn cho chồng hết rồi nè. Có gì đâu, chồng kiểm tra lại coi nhà mình có đủ lúa cho vợ và con ăn trong lúc chồng đi vắng không đó mà. Chồng cứ khéo lo, đi chừng 1-2 tuần thôi mà. Vợ nghe chồng dặn đây nè, có ăn thì ăn đụn lúa giang, rồi sang đụn lúa tré, chớ ăn đụn lúa rẹ, có tổ ông dò dẻ, đốt cả mẹ lẫn con. Vợ nhớ chưa? Vợ nhớ rồi, chồng cứ yên tâm lên đường. Vẫy tay chào cha đi con. Cha đi mau về với con. Kìa, anh Ngưu, sao cứ đâm chiêu hoài vậy? Chắc là nhớ chị nhà hả? Anh chị Ngưu lấy nhau bao nhiêu năm rồi mà vẫn quan tâm nhau như mũi đầu vậy. Không hiểu sao mình có cảm giác lo lắng không yên. Chức nữ. Tiên trưởng, đã 4 năm rồi, con tưởng người quên con rồi. Chào bà đi con. Thưa bà. Gì đây? Ta bận rộn có 4 ngày mà con đã lấy chồng sinh con rồi sao? Thưa, 4 ngày trên trời bằng 4 năm ở hạ giới rồi. Con vì cảm mến tấm chân tình của Ngưu Lang nên... Thôi chuyện lỡ rồi. Thật 4 năm ở hạ giới bao nhiêu chuyện thay đổi. Còn trên thiên đình chỉ mới là 4 ngày. Các tiên á vẫn đang bận thu hoạch mây. Dương Mẫu ghé qua mà không thấy con. Rồi sao nữa ạ? Thì ta phải nói con đang đi tìm mây ngũ sắc để dợ chứ làm sao. Nhưng không thể che giấu mãi, sớm muộn gì Dương Mẫu cũng phát hiện ra thôi. Con ở đây cũng có con cái với người ta rồi, định không trở về tiên giới nữa sao? Con nhớ tiên trưởng và tiên giới, nhớ các chị em và mọi người, nhưng con không biết làm thế nào. Con hãy suy nghĩ cho kỹ. Một khi chúng ta đón con trở về thì con sẽ không được gặp lại cha con họ nữa. Có ai ở nhà không? Thôi, ta đi đây. Khi thu hoạch bay xong, ta sẽ tìm cách đưa con về. Xin cô cho tôi chút nước cháo cũng được. Mẹ con tôi đói quá. Từ xa đến đây đã tiêu hết tiền bạc. Đợi tôi một lát, để tôi đi lấy đồ ăn và một ít thóc cho hai mẹ con. Tội nghiệp quá. Kìa con, coi chừng ông đốt. Cha đã nói rồi. Coi chừng. Đây, đây là áo cánh tiên của mình. Anh Ngưu làm sao vậy? Chắc là anh mệt rồi. Mau ăn đi rồi đi ngủ, mai còn lên đường sớm nữa. Đây là chút gạo bánh tôi mới làm và lộ phí đi đường. Chị hãy nhận đỡ cho qua cơn đói. Chị thật tốt quá. Tôi không biết phải đền ơn thế nào. Không có gì đâu. Chị đi bộ thêm chút nữa sẽ thấy quán trọ thôi. Dạ, cảm ơn chị. Chồng tôi lên kinh thành làm ăn, chẳng may bị ốm nên tôi phải bế cả con nhỏ đi theo như vậy. Giữa đường mất hết tiền bạc, may mà gặp chị tốt bụng. Được rồi, chị hãy cố gắng lên. Tôi có ít thuốc gia truyền đây, chị thử cho chồng uống xem sao. Mẹ ơi, cha cũng đi làm ăn xa mà mãi chưa thấy về. Mới có mấy ngày, cha con không sao đâu. Con ngoan vào ngủ đi nhé. Dạ. Đau quá. Cười cái gì? Con không được chọc quê mẹ. Thank you.
giờ mẹ biết làm sao đây? Mẹ không thể không về trời, nhưng mẹ làm sao bỏ con ở đây được? Mẹ ơi, sao mẹ khóc? Lần này làm ăn thành công quá. Phải đó, năm nay trúng mùa mà lại được giá, không có uổng công chúng ta đi xa để bán. Anh Ngưu sao không vui vậy? Anh bán hết nhanh lắm mà. Sắp về với vợ rồi mà anh vẫn còn lo lắng gì sao? Tại đi xa hơn tuần rồi nên tôi nóng ruột, không biết ở nhà hai mẹ con có làm sao không. Trời, anh khéo lo. Hàng xóm ở quanh đó thì làm sao có chuyện gì. Anh đã mua biết bao nhiêu quà cho hai mẹ con chị Ngưu rồi, họ sẽ vui lắm đó. Chúng ta đi nhanh thì chiều nay vừa kịp về tới nhà ăn cơm. Chức nữ con, nguy rồi. Tiên trưởng à, con tìm ra cánh tiên rồi, may quá. Mau mau về trời ngay con ơi, Dương mẫu sắp đến rồi. Lần này ta chẳng có cách gì nói dối được đâu. Tiên trưởng về trước đi, con gửi con trai cho hàng xóm rồi sẽ đi ngay. Mau lên nha. Nín khóc đi con, sao lại chạy nhanh như thế? Con phải biết chăm sóc mình chứ, sau này không có mẹ thì phải làm sao? Mẹ sắp đi đâu? Mẹ sắp phải về trời con ơi. Sao vậy mẹ? Mẹ cho con đi với. Mẹ không đưa con theo được. Mẹ cho con theo đi, con hứa sẽ ngoan mà. Con hãy giữ cây lược này, sau này có muốn tìm mẹ thì có cây lược làm tin, con hiểu chưa? Mẹ đi có lâu không? Khi nào mẹ về với con? Mẹ xin lỗi con. Sao mẹ không về? Mẹ không thương con, mẹ không thương cha. Mẹ đã làm rất nhiều bánh con thích ăn, để mẹ lấy cho con nghe. Con ngoan, đừng đòi mẹ nghe. Cha con sắp về rồi, mẹ phải đi đây. Chức nữ, chồng xin vợ, xin đừng bỏ hai cha con mà. Thì ra bấy lâu nay anh trộm áo cánh của tôi, giữ cánh để tôi không bay về trời được. Chồng xin lỗi, chồng xin lỗi vợ. Do chồng đã yêu vợ ngay từ khi thấy vợ bên giếng tiên, chồng mấy lần muốn trả cánh lại cho vợ, nhưng mà sợ không còn có thể gặp lại vợ được nữa. Nhưng tôi là tiên, tôi không thể ở mãi chốn trần gian. Sao anh lại ích kỷ như vậy? Chồng biết chồng ích kỷ. Sau khi chúng ta có con, chồng đã định lần này sau khi trở về sẽ trả lại áo cho vợ để vợ định đoạt. Trách anh thì chuyện cũng đã rồi, thời gian tình cảm gia đình chúng ta thật hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng thân phận tiên nữ, sớm hay muộn tôi cũng phải quay về trời. Đó là trách nhiệm của tôi, chúng ta không thể kéo dài thêm được nữa. Xin vợ hãy vì con của chúng ta, hãy đợi cho nó lớn hơn một chút nữa được không? Dương mẫu sắp đến rồi, nếu tôi còn không về thì chị em tôi sẽ bị giáng tội, còn tôi không biết sẽ bị phạt ra sao nữa. Chồng xin lỗi vợ. Xin vợ hãy nghĩ đến con và tình nghĩa vợ chồng chúng ta bao năm qua. Tôi thương anh, thương con, nhưng chúng ta chỉ có thể tới đây thôi. Anh hãy chăm sóc con cho tốt. Vợ ơi, chức nữ. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi. Cha thương, cha thương. Nín đi con. Mẹ đi về thăm nhà rồi con. Không, không, mẹ đi luôn rồi. Tại cha, mẹ giận cha nên nói vậy thôi. Thôi con ngoan đi, cha lấy bánh cho con ăn nha. Mẹ đưa cho con cái này, mẹ nói mẹ không về nữa. Được rồi, vậy bây giờ con ngủ đi, mai hai cha con mình đi tìm mẹ nha. Ta nhất quyết phải đi tìm chức nữ. Cha ơi, đường đến nhà mẹ còn xa không? Còn xa lắm con à.
con ráng chịu khó một chút nha con. Sao vẫn chưa thấy cái giếng tiên đâu ta? Cha ơi, con đói. Cha ơi, sao mẹ chưa về với con? Nào, ngồi xuống đây, rồi cha lấy bánh cho con ăn nha. Con ăn xong rồi ngủ đi nha, ngày mai mới có sức đi tìm mẹ. Cha ơi, con không buồn ngủ. Chắc là lạ chỗ cho nên con khó ngủ. Thôi con ráng ngủ một chút, rồi ngày mai chúng ta mới đi tìm mẹ được. Vậy cha hát ru cho con đi. Ờ, để cha hát. Cái cò mày đi ăn đêm. Cha hát không hay như mẹ. Cha biết rồi. Để cha cố gắng nghe. Con ngủ cho ngoan, để mẹ đi cấy đồng sâu chưa về. Bắt được con cá trê non, đem về nấu quả mơ chua trên rừng. Tơ hồng đã cắt đứt, người đã đi rồi. Ui da, Lưu Lan gọi ta đó à? Là Nguyệt lão đó sao? Đúng vậy. Nhà ngươi sao lại lấy tơ hồng mà đi đốt vậy? Tưởng ngươi đã có vợ đẹp con ngoan rồi kia chứ. Tơ hồng ngài ban quả thực đã giúp cho con có được vợ đẹp con ngoan. Cuộc sống của con gần như là hoàn hảo. Nhưng vợ con là chức nữ, là tiên dệt dải ở trên trời. Ôi trời ơi, cô ấy đã bay về trời rồi. Con đã mất vợ rồi. Quả là khó khăn. Ta không ngờ sao ngươi lại chọn tiên mà lấy vậy. Có phải là cô ấy đã cắt đứt dây tơ hồng, là chúng con hết duyên nợ không Nguyệt lão? Con không còn hy vọng gì sao? Con của con còn nhỏ, nó cần mẹ, con cũng cần chức nữ. Ngoài chức nữ ra con không cần ai hết. Thì không hẳn là không có cách cứu vãn. Nhưng trước khi đi, cô ấy có để lại cái gì không? Dạ, cô ấy có để lại vật này cho cha con. Đúng là vật phẩm của thiên đình rồi. Dạ, con đang đi tìm giếng tiên mà mấy ngày rồi không thấy. Ta đã nói rồi, rừng đó là cấm địa của tiên giới, nên lối vào mỗi ngày mỗi khác. Ngươi sẽ không thể tìm lại đường đi như khi đến lần trước nữa đâu. Vậy Nguyệt lão có cách gì xin chỉ giúp cho con với? Ngươi có nghĩ kỹ chưa? Đường lên thiên đình rất gian khó, mà nếu cô gặp cũng chưa chắc đoàn tụ với nhau đâu. Thôi đành vậy, âu cũng là số phận. Ta đã tặng sợi tơ này thì ta sẽ phải có trách nhiệm. Nghe kỹ đây, ngươi hãy đốt sợi tơ hồng này và thả tro bay đi, trong khi tâm trí hãy nhớ về vợ ngươi. Hai cha con mình mau nghĩ tới mẹ đi con, cầu nguyện cho mẹ nghe thấy hai cha con mình. Tro của sợi tơ hồng sẽ dẫn đường cho ngươi đến giếng tiên. Ngươi hãy cất giữ kỹ cái lược và chờ người đến giếng tiên lấy nước. Sau đó nhờ họ chuyển lời đến chức nữ. Vậy lỡ nàng ấy không trả lời thì sao ông? Thì tất cả chỉ trông chờ vào vận may vậy. Mẹ đâu rồi cha? Chúng ta phải chờ ở đây, lỡ mẹ xuất hiện hoặc có người để chúng ta gửi lời tới mẹ. Con mệt quá cha ơi. Cha cũng mệt, hay cha lấy nước cho con uống nha. Cha ơi, mẹ có nhớ chúng ta không? Cha nghĩ là có. Mẹ con rất là thương con, chắc chắn là mẹ đang rất là nhớ con. Mẹ cũng nhớ cha nữa, mẹ cũng thương cha mà. Ừ. Không biết lúc này con ta thế nào, có khóc đòi mẹ không? Còn Ngưu Lan chức nữ, máu dây lên tấm vải rồi. Mau, con đi ra đây. Chức nữ, con làm sao vậy? Từ khi trở về, con đụng đâu hư đó? Lúc sáng bên phòng dệt thì dệt sai tứ tung, bây giờ ngồi phòng thêu thì không thêu mà cứ nghĩ ngợi. Con xin lỗi tiên trưởng. Con đang nhớ hai cha con tên người phàm đó đúng không? Con rất nhớ con trai con. Con Ngưu Lan, anh ấy đối với con là thật lòng thương yêu. Ta biết, nhưng người và tiên làm sao có thể lấy nhau? Giờ đã lỡ rồi, con hãy cố gắng làm việc đi, rồi thời gian qua con sẽ quên. Tội nghiệp thằng bé, giá mà con có thể ở bên nó thêm vài năm nữa.
vài năm nữa thì cũng vậy thôi. Trước sau gì á, con cũng phải rời xa nó. Vốn ngay từ đầu cậu ta và con không nên lấy nhau. Việc này đúng ra là lỗi của Nguyệt lão, tơ hồng của ông ta. Nhưng nếu bẩm thư việc này thì sẽ liên lụy đến cha con Ngưu Lang mất. Ta biết con lo cho cha con hắn, nhưng hãy nghĩ nếu con cứ đi lại giữa hai nơi, Dương Mẫu biết được sẽ trừng trị không những chức nữ con mà cả phòng thêu và dệt của chúng ta, chị em của con và cả cha con Ngưu Lang nữa. Con hiểu rồi, thưa tiên trưởng. Con hãy đi uống trà cho tỉnh táo rồi quay lại làm việc trước khi mọi người đồn thổi về việc này. Cha ơi, sao mình chờ mấy ngày rồi mà không thấy mẹ? Chỗ mẹ bận lắm, con ráng chờ thêm xem sao. Con nhớ mẹ. Cha cũng vậy. Con yên lặng nha, nếu không sẽ không gặp được mẹ đâu. Ngươi là ai? Xin tiên cô đừng sợ. Xin cô hãy giúp cho tôi đưa tin cho chức nữ. Chức nữ? Dạ đúng vậy, xin cô hãy đưa tin cho chức nữ, nói là có cha con Ngưu Lang rất cần gặp nàng. Ngươi có giật làm tin không? Đúng vậy, đây đúng là chiếc lược của chức nữ. Vậy ra ngươi là kẻ giấu áo của em ta, khiến nó phải ở lại trần gian. Phải, đúng là tôi. Tôi biết mình có lỗi với chức nữ, nhưng mà tôi thực sự thương chức nữ. Con tôi thì rất nhớ mẹ. Xin cô cho tôi gặp chức nữ một lần có được không? Nhà ngươi thật đáng trách, đảo lộn lục trời, kết hôn với tiên nữ trên trời. Nếu Ngọc Hoàng hoặc Dương Mẫu mà biết được thì cha con nhà ngươi, chức nữ và tất cả chúng ta cũng phải chịu tội đó, có biết không? Tôi biết tội của tôi rồi. Chức nữ có giận, nhà trời có phạt thì tôi cũng chịu. Nhưng mà con tôi thì có tội gì đâu. Nó chỉ thương nhớ và nó chỉ muốn gặp mẹ của nó mà thôi. Cha ơi cha. Con ngươi đâu? Chào cô đi con. Chào cô. Chức nữ tuy đã về nhưng rất nhớ cha con nhà ngươi, không làm việc như trước kia được nữa. Vậy là nàng đã tha thứ cho tôi rồi sao? Ta cảm động chân tình của nhà ngươi với em gái ta. Thôi để ta thử một lần xem sao. Cha con ngươi hãy chờ đây. Mẹ đâu rồi cha? Mẹ sắp về chưa? Mẹ sắp về rồi con. Mẹ rất nhớ chúng ta. Thật khó nghĩ cho ta, ở đây được cùng các chị em, được làm việc thật là hạnh phúc. Nhưng nhớ lại những ngày cùng cha con Ngưu Lang, ta cũng không quên được. Em vào liền đi. Nghe chị nói nè, chị vừa đến giếng tiên và gặp cha con Ngưu Lang. Sao? Chị nói thật không? Thật. Hai cha con nó nhớ em lắm. Tội nghiệp thằng bé nó khóc vì nhớ mẹ. Đúng là cha con Ngưu Lang rồi. Tội nghiệp con tôi. Ngưu Lang nhắn với chị muốn gặp em đó. Em làm sao mà xuống trần được nữa? Tiên trưởng mà biết được thì... Hay là ta đưa hai cha con lên đây? Chị nói sao? Cha nấu canh này con húp đỡ đi. Con lạnh quá. Hả? Thôi chết, con bị bệnh rồi. Thôi con ráng húp ít canh nóng này đi. Mẹ ơi. Con ngoan đi nè, mẹ sẽ sớm về với chúng ta. Ngưu Lang. Ngưu Lang. Tiên cô, cô đã quay lại rồi. Chức nữ nói sao? Chức nữ và ta đã bàn bạc, chúng ta sẽ thòng dây và túi xuống cho hai cha con leo lên để đưa lên trời. Nhưng... Nhưng thế nào? Ngươi phải leo lên ngọn núi này để chúng ta nhìn thấy rõ mà thòng dây xuống, không thì sẽ rất mất thời gian. Dạ thưa tiên cô, tôi thì chẳng xá gì, nhưng mà con tôi đang bị bệnh, đường lên núi thì quá xa. Đây, ngươi hãy lấy dầu này mà bôi cho cậu bé, trị được các loại thương tích và bệnh tật trên đời. Nhưng mà người phải đến đỉnh núi trong 4 ngày tới. Khi leo lên núi, người sẽ gõ 3 tiếng trống để bọn ta kéo người lên.
Dạ, cảm tạ tiên cô. May quá, để cha bôi dầu cho con hết bệnh nghe. Con ta hết bệnh rồi. Tạ ơn trời đất, cảm ơn tiên cô. Ngày mai có thể đi tìm chức nữ được rồi. Ráng lên con trai, chúng ta sắp gặp được mẹ của con rồi. Cha, con mệt, đói. Nếu ngươi không đến đỉnh núi trong 4 ngày tới thì sẽ không có cơ hội nào nữa đâu. Đây, con uống một ít nước đi. Cha con mình phải đi cho nhanh mới kịp gặp được mẹ. Nếu không thì sẽ muộn mất. Con đói quá. Thôi chết, hết đồ ăn rồi. Chờ một lát coi cha có tìm được đồ ăn gì cho con không. Mẹ ơi, con muốn mẹ. Trời ơi, con có nín không? Cha đang rối lắm đây nè. Thôi thôi thôi, cha xin lỗi con. Cha cũng đói quá mà trái cây rừng mình không biết có độc hay không thì làm sao mà ăn được con. À, chim ăn được thì người cũng ăn được. Được rồi, ta xin lỗi. Ta xin lỗi vì đã cướp đồ ăn của ngươi. Nói vậy còn nghe được. Mau trả đồ ăn cho ta. Thôi được, đây, ta trả cho ngươi. Quả ơi, ngươi có thể nào cho ta một trái được không? Con của ta đang đói quá. Các ngươi làm gì ở rừng thiên này? Đây đâu phải chỗ người phàm tới lui được. Đúng vậy, vợ của ta là tiên nữ ở trên trời. Cha con ta phải lên được đỉnh núi trong vòng 4 ngày. Nếu không thì sẽ không gặp lại được nàng ấy nữa. Cái gì? Lên núi trong vòng 4 ngày? Núi này ta bay cũng mất 4 ngày mới tới. Ngươi làm sao mà kịp? Ta cũng chỉ biết hy vọng và đi thật nhanh, nên không thể kiếm thức ăn được. Thật tội nghiệp cho cha con ngươi. Thôi ăn đỡ đi. Cảm ơn quả. Cảm ơn quả. Ngươi cũng ăn cùng ta chứ? Không cần đâu, ta sẽ đi tìm cái khác. Nếu ngươi bắt được con ngựa thần thì sẽ lên núi nhanh hơn đó. Quá. Ngựa thần ư? Đến cái hồ phía tây, vào lúc mặt trời lặn thì con ngựa hay uống nước ở đó. Con ngựa đó có thể chạy tới bất cứ đâu chỉ trong chớp mắt. Nhưng làm sao ta bắt được? Ngươi phải giữ chặt cổ của nó. Dù cho nó có chạy cỡ nào, ngươi cũng không được thả ra. Đến khi nó mệt, nó sẽ chịu để yên cho ngươi cởi thôi. Có thật là vậy không? Làm sao ta phân biệt được đây? Con ngựa ấy cũng đen tuyền như bộ lông của ta vậy. Ngươi tin hay không thì tùy. Nhưng mai này, nếu có đồ ăn, ngươi nhớ chia cho ta là được. Quả, quả. Được, ta sẽ thử xem. Cảm ơn quả. Sau này ta hứa sẽ chia cho ngươi bất cứ đồ ăn nào ngươi muốn, bất cứ lúc nào ngươi đói. Được, hy vọng ngươi giữ lời. Đi về phía tây có thể mất một ngày thôi, nhưng mà cứ thử xem sao. Cha ơi, sao mình ngồi đây? Con hãy yên lặng cố gắng chờ một lát, chúng ta sẽ bắt ngựa. Ngựa ngoan, xin hãy giúp cho cha con ta lên núi. Chỉ một lần thôi mà. Ta không thể giúp ngươi được. Tại sao vậy? Ngươi không phải là ngựa thần sao? Ta đúng là ngựa thần, nhưng ta bị gai đâm vào chân, không thể chạy được trong vòng mấy tuần tới. Cái gì? Ngươi bị thương không chạy được sao? Phải rồi, tội nghiệp ngươi quá. À, đúng rồi, ta có thuốc trị thương rất là hữu hiệu đây, để ta chữa cho ngươi. Có được không? Nhưng mà ngươi phải hứa sẽ đưa ta lên thiên đình. Vậy thì không được đâu. Ta chỉ có thể chạy được trên đất thôi. Vậy thì đưa ta đến đỉnh núi này thôi cũng được. Vậy thì được. Là cha con Ngưu Lang sẽ đến được không? Còn phải xem hắn ta kiên trì tới đâu. Thì ra chuyện tình của anh cảm động éo le như vậy.
Vì vậy nên ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ đó. Nhưng anh đã gặp rồi thì chức nữ cũng chẳng quay lại được đâu. Chỉ bằng anh cứ ở trần gian nuôi con đến lớn, mai ra chức nữ có thể lén tới thăm vài lần. Ngươi không có hiểu được tình vợ chồng, tình mẫu tử đâu. Ta chỉ muốn nói rõ cho chức nữ biết nỗi lòng của ta. Ta chỉ muốn được một lần gặp lại chức nữ, còn hơn là chờ đợi trong mòn mỏi. Thật khó hiểu. Dù sao thì chuyện tình của anh cũng làm ta cảm động. Mai chân ta lành hẳn thì ta sẽ đưa cha con anh đi. Chức nữ, ta sẽ nắm bắt cơ hội này để được gặp nàng. Hãy chờ ta. Người thấy thế nào? Ta có thể đi lại được bình thường rồi. Chân hết đau rồi, còn thấy khỏe hơn nữa. Quang hô ngựa, quang hô ngựa. Mau leo lên đi. Nhắm mắt lại. Mở mắt ra đi. Hay quá. Vậy là tiên cô nói thật rồi. Chúng ta sắp được lên trời gặp mẹ của con rồi con ơi. Vậy thì chúc mừng nhà anh sắp đoàn tụ. Cảm ơn ngựa thần. Đừng khách sáo. Anh đã chữa chân cho tôi, tôi giúp lại anh. Chúng ta không còn nợ nhau nữa. Thôi anh mau đi đi. Khi vào túi, ngươi hãy gõ trống 3 lần làm hiệu để ta kéo ngươi lên trời. Mình sắp gặp được mẹ rồi đó con. Mẹ ơi, mẹ ơi. Vợ ơi, mới có ít lâu không gặp mà con đã gầy như vậy. Tội nghiệp con tôi quá. Bởi vì cha con ta nhớ nàng quá đó. Đúng rồi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ cũng nhớ con nữa. Cha cũng nhớ mẹ nữa. Chức nữ, ta sẽ ra ngoài canh chừng, nhưng em phải nhanh lên, không thể giấu họ ở đây lâu được. Vợ ơi, xin vợ hãy tha thứ cho chồng. Nhưng mà vợ thấy đó, dù có phải lên trời xuống bể, chồng cũng chỉ thương có mình vợ và con thôi. Thời gian qua, vợ ở cõi tiên rất nhớ hai cha con. Nhưng luật trời nghiêm khắc, chúng ta vốn không thể gặp nhau nữa. Chỉ cần vợ tha thứ cho chồng, chồng sẽ tìm mọi cách để lên trời gặp vợ mỗi ngày, có được không? Mẹ ơi, con đói. Chồng thấy vợ xanh xao lắm. Vợ có khỏe không? Từ lúc về trời, vợ cũng buồn và lo cho hai cha con, nên không vui vẻ như trước. Chắc là giờ vợ xấu xí lắm. Không, không, chồng chỉ lo cho vợ thôi. Lúc nào vợ cũng là xinh đẹp nhất. Hai cha con cũng ốm đi nhiều quá. Con và cha đã tìm mẹ khắp nơi. Vậy con kể mẹ nghe có được không? Gia đình Ngưu Lang chức nữ hàn huyên với nhau cho tới sáng, không muốn rời. Chuyện là vậy đó mẹ. Tội nghiệp hai cha con phải gian khổ quá. Để gặp được vợ, gian khổ mấy cha con chồng cũng chịu. Chức nữ, tiên trưởng. Chức nữ. Tiên trưởng, con xin lỗi. Xin tiên trưởng tha thứ cho chức nữ. Lỗi là tại con. Cha con còn nhớ chức nữ tha thiết, nên cầu xin tiên cô cho một cơ hội để đoàn viên. Các người thật là liều mạng. Việc này mà lộ ra thì tất cả chúng ta đều sẽ chịu tội hết. Xin tiên trưởng cho chúng con được đoàn tụ một chút nữa thôi. Con hứa đêm nay sẽ đưa cha con Ngưu Lang về lại trần gian. Bà ơi, cho con được ở lại với mẹ đi bà. Bà ơi, xin bà cho mẹ ở lại với con đi. Con hứa sẽ ngoan, con sẽ không khóc, không quậy phá. Các người thật là... Thôi được rồi, ta sẽ cho phép các người ở đến tối. Nhưng chỉ đến tối thôi đó. Ồ, đúng là một cậu bé thông minh. Thật tiếc, con không phải là tiên. Ta sẽ cho con làm tiên đồng.
trên thiên đình cũng chăn trâu à? Đúng vậy, đây là trâu thần của Ngọc Hoàng. Vậy chồng có thể xin chăn trâu ở đây để được ở gần vợ. Không phải chỉ có người phàm không được lấy tiên, mà các tiên cũng không thể lấy nhau được. Con của chức nữ dễ thương quá, cho con bánh trái đào nè. Giá mà giây phút này có thể kéo dài mãi mãi. Không hay rồi, Dương Mẫu, Dương Mẫu nương nương sắp đến. Hả? Có thật vậy không? Không hay rồi, bây giờ phải làm sao? Phải làm sao bây giờ? Con phải đưa họ trở về trần gian ngay. Mau lên, không có chần chừ gì nữa. Đây là đồ ăn các chị em của vợ làm cho hai cha con. Vợ. Mẹ ơi, mẹ có về với con không? Mẹ không về được con ơi. Không chịu đâu, mẹ về với con đi. Con ngoan về với cha đi. Liệu có cách nào cho chồng gặp lại vợ nữa không? Không đâu chồng ơi, lần gặp này là cuối cùng. Nếu chúng ta còn gặp nhau nữa thì tất cả sẽ chịu phạt. Khi nào chân chạm đất thì chồng hãy đánh ba tiếng trống để vợ biết mà cắt dây. Mẹ ơi mẹ, mau lên đi chích nữ, Dương Mẫu đã tới thềm điện rồi. Dương Mẫu nương nương vạn tuế. Miễn lễ. Mới sáng sớm Dương Mẫu có việc chi dặn dò? Ta đi ngang qua đây nên muốn thăm mọi người thôi. Nghe nói chức nữ tiên tử đã về rồi đúng không? Dạ. Ta muốn gặp nàng ấy một lát. Làm phiền Dương Mẫu quá, người cứ dặn dò tôi là được rồi. Không phiền, ta chỉ muốn xem nàng ta thêu thùa. Chức nữ thêu rất chăm chú, khiến ta có cảm giác thư giãn. Dạ, để tôi cho người đi gọi nàng ấy ngay. Trong khi chờ đợi, chúng ta ra vườn hoa một lát được không? Dương Mẫu, xin ngồi lại đây uống trà. Ngoài vườn sáng sớm không... Ngươi làm gì mà ấp úng thế hả? Có phải đang có chuyện gì ở đây không? Mẹ. Con ngoan, nín đi con. Rồi chúng ta sẽ tìm cách khác. Con tạm bánh này đi. Bánh này mẹ hay làm cho con ăn nè. Quá, quá. À, người quen cũ, có nhớ tôi không? Quá. À, là quả đó sao? Đúng vậy. Anh có gì ăn không? Tôi và các bạn tôi đói quá. Xin mời, tôi giữ lời hứa mà. Đừng mổ. Nhanh lên em. Ba hồi trống, nghĩa là cha con họ đã xuống đất rồi. Chức nữ, con đang làm gì ở đó? Dạ, Dương Mẫu vạn tuế. Đó là tiếng hét của ai? Chuyện này là sao? Ta đã hiểu câu chuyện của các ngươi. Hãy chờ Thiên Lôi đi điều tra về coi sao. Bẩm Ngọc Hoàng và Dương Mẫu, con quạ này nói do nhầm lẫn mà bạn bè nó đã gõ trống, khiến trên trời cắt dây. Chồng và con ta. Bẩm, hai cha con người trần kia đã rớt xuống biển rồi. Xin Ngọc Hoàng và Dương Mẫu thương tình mà cứu chồng con của con ạ. Con xin nhận hết hình phạt, xin người cứu với. Dương Mẫu thấy sao hả? Bẩm Ngọc Hoàng, câu chuyện quả rất thương tâm, thần cũng xin Ngọc Hoàng rủ lòng mà cứu họ lần này. Cũng được. Ngưu Lan, con trai. Cho gia đình con được ở bên nhau. Thôi ta đã hiểu rồi, các ngươi hãy nghe đây. Xét thấy Ngưu Lan có tội giấu cánh tiên để giữ chức nữ ở hạ giới kết hôn với mình. Chức nữ cũng có tội vì dám đưa Ngưu Lan và con trai từ trần gian lên thiên đình. Nhưng tình nghĩa gia đình quá sâu đậm, luật trời cũng phải động lòng trước tình cảnh của các ngươi dành cho nhau, nên ta cho phép. Thế là Ngọc Hoàng cho phép cha con Ngưu Lan được thành tiên ở lại chốn thiên đình chăn trâu cho Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng đồng ý cho gia đình chức nữ Ngưu Lan được gặp nhau trên sông Ngân một năm một lần
vào ngày 7 tháng 7 âm lịch. Để chuộc lỗi, cứ đến ngày Ngưu Lang chức nữ hội ngộ, Đan Quạ phải bay đến bắc cầu, bay qua sông Ngân cho họ được gặp nhau. Dân gian vẫn gọi là cầu Ô Thước. Nước mắt của gia đình Ngưu chức rơi xuống trần thành mưa ngâu. Từ đó cứ đến ngày 7 tháng 7 âm lịch hàng năm, trời thường rỉ rả mưa phùn, người ta gọi là mưa ngâu. Ngày xưa, ở một đất nước có tên là Bảo Bình, có chàng trai tên Hansen sống cùng mẹ trong ngôi làng nhỏ cạnh khu rừng đen. Vào một ngày nọ, những tiếng gầm gừ dữ tợn phát ra từ khu rừng bỗng chốc trở thành nỗi sợ hãi của người dân. Đó cũng chính là lúc thú dữ xuất hiện. Con hổ dồn chết hai người làng chúng ta rồi. Bên này chúng ta khổ rồi. Con hổ to lớn lắm, hai mắt nó to đỏ rực như máu. Ở chúng ta phải bắt lao ta liên tục nó mới bỏ chạy đó. Mẹ ơi, làng ta có thêm hai người bị hổ vồ rồi. Cha con cũng là người thợ săn tài giỏi, ông cũng đã từng chiến đấu với hổ dữ. Sau này con cũng sẽ giống như cha. Hansen à, cha con vì cứu một tiều phu đốn củi trên rừng, ông chiến đấu với hổ đó, bị thương rồi mất. Cha của con thật là dũng cảm. Đã 12 năm rồi, bây giờ hổ lại xuất hiện. Dân làng ta sẽ làm cách nào đây? Mẹ, con sẽ thay cha bảo vệ mẹ. Nhưng con không biết phải làm sao đây. Con muốn giúp đỡ và bảo vệ dân làng. Nếu vậy thì con phải rèn luyện bản thân thật khỏe mạnh, phải tài giỏi mới có thể đối đầu với thú dữ. Con sẽ cố gắng hết sức mình. Các chú bá cứ vào trong nhà, chúng ta cùng nhau bàn tính kế diệt trừ thú dữ. Đúng rồi, chúng ta hãy tìm cách diệt trừ nó để bảo vệ sự yên bình cho ngôi làng. Nó to lắm, tôi e rằng chúng ta không diệt được nó, mà chỉ tìm cách cho nó đừng xuống làng thôi. Ông nói đúng. Tại sao ta bắn không trúng mũi tên nào vậy? Chắc mình phải cố gắng hơn nữa. Hansen, con phải kiên nhẫn luyện tập, đừng nản lòng. Có chí, ắt làm nên con à. Ừ, con cũng cố gắng lắm, nhưng từ chiều đến giờ chẳng trúng mũi tên nào. Có ai không học mà nên khôn đâu. Con hãy cố gắng kiên trì luyện tập, rồi cũng sẽ thành công thôi. Bà con mau đến đây, đến đây. Con hổ rất lớn, chúng ta không giết được, cần phải đề phòng nó xuống đây. Ban đêm đốt lửa trước cổng làng, hổ thấy lửa sẽ sợ. Làm sao chúng ta lên rừng lấy củi đây? Chúng ta phải đi đông người, đi thành từng đoàn để còn ứng biến giúp đỡ lẫn nhau. Ban đêm bà con khóa cửa, che chắn cẩn thận. Khi có động thì gõ nồi, gõ thùng thật lớn. Nhà khác nghe thấy tiếng gõ thì phải gõ theo, cho hổ kinh sợ mà bỏ chạy. Bà con nhớ rõ không? Bác trưởng làng ơi, nhà tôi có nuôi gia súc, vậy phải làm thế nào để bảo vệ gia súc đây? Chúng ta phải đóng chuồng nhốt chúng vào, chung quanh đào hố đặt bẫy.
hay là các mũi tên này bị cùn? Ta phải chuốt lại cho thật sắc. Thôi, chúng ta mau về nhà. Bà con hãy cẩn thận cửa nẻo, chuồng trại nha. Hôm nay con luyện cung cũng có chút tiến bộ đó. Mẹ nghĩ con phải có sức lực mạnh mẽ hơn thì mũi tên mới cắm sâu vào bia được. Dạ, nhưng thôi, mẹ nên vào nhà ngủ đi, con luyện thêm một chút nữa. Ừ. Ta luyện cung có sai chỗ nào không? Ngươi cười cái gì? Bắn tên quá dở. Dở thì ta cố luyện tập thêm. Nhưng nhà ngươi là ai? Yên ngựa. Yên gì thì yên, hãy để ta yên. Ta đã nói cậu bắn quá dở mà. Kệ ta. Trả lại cho ta. Tay của ta. Ngươi đi chỗ khác chơi, để cho ta tập luyện. Nếu không ta bắn thật đó. Xin tha mạng cho tôi. Tôi chỉ đùa giỡn chút thôi mà. Ngươi ở đâu thì về đó đi, đừng có phá ta nữa mà. Ta cần phải tập luyện trừ thú dữ để giúp đỡ dân làng của ta. Ngài bắn cung dở quá. Tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu người trên lưng ngựa, ai cũng tài giỏi, bách phát bách trúng hết á. Sao ngươi biết? Thì tôi là cái yên ngựa mà, và tôi đã từng có rất nhiều chủ nhân, họ rất tài giỏi. Ê, cho tôi theo hầu ngài đi, tôi sẽ dạy ngài bắn cung. Ngươi có hình thù như vậy, mẹ ta mà nhìn thấy chắc chết ngất luôn á. Ngài đừng có lo, tôi có thể biến thành cái yên ngựa hoặc là hình thù khác, mẹ ngài sẽ không sợ đâu. Lo, nghe đây nghe đây. Nhà vua giết cáo thị, hễ ai trừ hại cho dân một con thú dữ nào thì được trọng thưởng. Lo. Con bắn được không mẹ? Con trai mẹ giỏi lắm. Nhưng con hãy nhớ câu này: thắng không kêu, bại không nản nha. Dạ, con xin nghe lời mẹ dạy. Con hãy dùng tài bắn cung của mình để bảo vệ kẻ yếu, tiêu diệt thú dữ. Và nhớ là đừng bắn những loài thú nhỏ, tội nghiệp lắm. Dạ mẹ, con sẽ ghi nhớ lời mẹ dặn. Cảm ơn ngươi đã luyện tập cho ta. À, mà ta muốn hỏi, vì sao ngươi lại muốn giúp ta vậy? Mấy chục năm qua, tôi cô độc một thân một mình, không có người bạn nào để vui đùa nói chuyện hết. Bản thân của tôi là phải nằm trên lưng ngựa. Không được như vậy nên tôi cảm thấy mình vô dụng quá. Được rồi, hễ có dịp thì ta sẽ giúp ngươi mà. Hôm nay ta vào rừng để tập luyện thêm. Ngươi ở nhà nha. Chủ nhân, ngài đi mau về mau. Mẹ ơi, con đi nha. Hãy để ý và bảo vệ mẹ của ta. Ngài yên tâm, thưa chủ nhân. Tiếng gầm này là tiếng của hổ. Nghe gần quá. Chắc nó đang ngồi cùng heo của nhà nào. Nhưng mà nó đâu rồi? Cụ ơi, cụ ngồi yên trong đó, đừng chạy ra nha. Con không giúp được đâu. Nó xuống làng, cụ lùa heo vào chuồng mà không kịp,
nên nó lôi đi hai con to nhất. Cô bị ngã nên trật chân rồi. Người dám xuống đây giết hại trong làng sao? Người thật đáng tội mà. Con Ô bị bắn hai mũi tên rồi. Con gì con ơi? Dân làng ơi, mau đi giúp đỡ một tay đi. Alex, con chạy theo thật nhanh ngăn mẹ của Hansen lại, kéo bà ấy gặp nguy hiểm. Bác Trưng Làng nói thím đừng chạy vào rừng, kéo gặp nguy hiểm. Nhưng Hansen nấp vào rừng chỉ có một mình thôi. Cháu biết, nhưng thím hãy chờ bác Trưng Làng tới rồi hãy tính. Cháu xin vào đó phụ giúp với Hansen diệt hổ mà. Không ngờ Hansen lại bắn cung giỏi như vậy. Hansen vào rừng chỉ có một mình ư? Sao cậu ấy can đảm vậy? Trời ơi, thật kinh khủng, không nên đâu. Trưởng làng, chúng ta cùng kéo vào rừng để hỗ trợ Hansen chứ. Chỉ để thanh niên trai tráng cùng với tôi vào đó thôi. Bà con còn lại toàn là phụ nữ, không thể vào đó được. Ông không vào đó được đâu, trưởng làng à. Ông phải ở vòng ngoài để còn chỉ đạo người vào tiếp ứng chứ. Dạ, chuyện này hãy để thanh niên trai tráng như con vào hỗ trợ với em Hansen thôi. Thưa trưởng làng, để con, anh Alex và Anton đi vào rừng thôi. Các bác các chú hãy chờ tin chúng con. Vậy thì ba cháu vào ngay đi. Chúng ta cần phải đến sát bìa rừng để chờ đợi và có thể giúp họ khi cần thiết. Đúng vậy, chúng ta phải đi theo hỗ trợ con cháu chúng ta. Hansen! Hay là Hansen bị sao rồi phải không? Nãy giờ đâu có nghe tiếng hổ gầm, chứng tỏ là nó đang bị thương nên không xuất hiện đó. Hay là chúng ta vào sâu trong rừng rồi gọi cô ấy. Hansen ơi! Em ở đâu? Hansen! Em ở đây. Em đi theo vết máu của con hổ tới đây. Có ba anh đi cùng hỗ trợ cũng tốt, nhưng ta không thể để các anh gặp nguy hiểm được. Ba anh leo lên cây núp sẵn, để một mình em đánh động nó. Không thể được, bọn anh vào đây hỗ trợ cùng em mà. Để em một mình chiến đấu với hổ thì không được đâu. Em hiểu, nhưng em nghĩ một mình em dễ xoay sở hơn. Nếu lúc đó không xuể thì nhờ các anh giúp sức thêm cũng được mà, có phải không? Đúng vậy. Mau ra đây, có ta chờ đợi ngươi nè. Nếu thấy nguy hiểm thì gọi lớn, bọn anh sẽ xuống ngay. Cẩn thận, hổ xuất hiện rồi. Hổ xuất hiện rồi. Hansen à, em thiệt là giỏi. Vậy mà trước giờ dân làng không ai biết em tài giỏi tới vậy đó. Đúng vậy, bọn anh thường xuyên đi săn mà cũng không bắn cung tài tình với em đâu. Mọi người tránh ra. Nó quấn cả hai tay chúng ta rồi. Các anh có sao không? Tụi anh thì ổn rồi, nhưng không biết là anh Alex có sao không nữa. Hay là anh khiêng anh ấy ra ngoài cho dân làng cứu,
được không? Không kịp đâu. Hai anh khiêng anh Alex nấp vào hốc đá nào đó đi. Nhanh lên. Nè, ta tha cho người đó. Hãy đi đi. Ôi, anh Sen bị đau quá rồi. Anh Sen, em cố gắng rút được hai tay ra thì mới thoát được. Sao trong đó yên lặng quá vậy? Bọn trẻ có chuyện gì không? Lúc nãy thì ầm ầm như trời nghiêng đất lở, bây giờ thì yên lặng. Tôi cũng không thể hiểu nổi. Bây giờ phải làm sao đây? Với tài bắn cung của Hansen, tôi tin cháu nó chắc sẽ diệt được hổ rồi. Diệt được rồi sao vẫn chưa ra? Hay là bà cháu kia có bị gì chăng? Mau thả ra cung tên kia. Các anh bắn tên nó có hiệu quả đó. Em rút ra được một tay rồi. Mày thả tay ra không? Không thả thì đừng trách ta. Em có sao không? Em vào hốc đá làm nghỉ một chút đi. Nó bị thương nặng rồi. Sao em biết mà bắn vào cổ họng nó vậy? Em không sao rồi. Do té hơi đau thôi. Em thấy da nó dày quá nên nghĩ phải bắn vào miệng thôi. Tại sao ngươi không ở yên ở trong rừng sâu mà lại ra đây hại người làm chi? Để đến nỗi phải bị như vậy chứ? Loài người chúng ta đâu có hại gì lũ các ngươi. Sao phải gây nguy hại cho chúng ta chứ? Thôi, chúng ta mau quay về. Kể từ bây giờ, làng chúng ta thoát khỏi nguy hiểm rồi. Ừ, chắc dân làng đang đợi đó. Chúng ta mau quay về thôi. Hai người tránh ra. Trời ơi, em có đủ sức hạ nó không? Được lắm, cứ lại đi. Đừng ăn hiếp loài người chúng ta nha. Đây là tiếng gầm của con báo. Không lẽ các cháu đừng nổ một lúc cả hai con mảnh thú sao? Thôi nguy rồi, trưởng làng ơi. Con này là em tiêu diệt đó hả? Chứ còn ai nữa? Một mình em ấy chiến đấu. À không, cũng nhờ các anh. Giờ chúng ta đi về. Nhờ dân làng vào đây lôi xác mãnh thú, dâng cho vua lãnh thưởng. Không chờ được nữa, chúng ta đem giáo mát cung tên theo, mạnh dạn vào rừng cứu bọn trẻ. Hãy vào thôi, chúng ta cùng tiến vào. Đi thôi. Ta hứa bắt một con ngựa cho cái yên, nhưng ta biết tìm con ngựa ở đâu bây giờ? Rừng này không biết có con ngựa nào không đây. Sao hôm nay khu rừng yên tĩnh lạ thường vậy? Nhỏ bé kia không? Ta cho người biết tay. Người cứ đậu trên vai của ta, xem chim ưng làm gì được nào. Người dám hiếp đáp chim nhỏ thì ta cho ngươi một bài học. Đó,
Ta đã nói đừng ăn hiếp chim nhỏ mà ngươi lại không nghe. Thôi, để ta rút tên ra, ngươi tự chữa trị vết thương đi. Ngươi mau về tổ đi, đừng đông chơi nữa mà gặp nạn. Ân nhân, xin dừng lại. Cô là ai? Tôi là tiên nữ, là chim hồng tước. Cô là tiên thật sao? Tôi chính là tiên nữ, là đệ tử của Thiên Nga Trắng Nữ Dương. Ân nhân cần gì, tôi sẽ đền đáp ơn cứu mạng này. Mình không cần tiền tài gì cả, mà cũng chẳng có ai ước sống mãi không chết. Cảm ơn tiên nữ, tôi không cần gì cả, chỉ mong muốn sống vui vẻ, bình an với mẹ già thôi. Tôi mang ơn thì phải trả, xin chàng đừng để tôi phải áy náy. Nào, chàng hãy nói đi, hãy nói là mình cần thứ gì đó. Thật ra tôi vào đây chỉ cốt tìm một con ngựa, vì tôi đã có cái yên rồi, nên không mong muốn gì khác hết. Tôi sẽ tự đi tìm con ngựa, tôi không cần cô trả ơn gì đâu. Tôi biết có một con ngựa tốt nhất trên đời, đó là con thần mã, chạy nhanh hơn gió. Ai có được nó thì người đó sẽ có thể đi đến muôn nơi. Con thần mã sao? Chạy nhanh hơn gió à? Từ đây đi thẳng về hướng bắc, chàng sẽ tới một cái hồ. Mỗi ngày khi mặt trời mọc, thần mã sẽ chạy tới bên hồ uống nước. Khi đó chàng sẽ bắt giữ lấy thần mã. Nhưng chàng nhớ kỹ, thần mã muốn vùng vẫy thế nào, chàng cũng không được thả nó. Nó không chịu cho tôi bắt nên dùng dãy để thoát. Tôi làm sao để ép nó theo mình? Chàng nhất định không thả nó ra thì chàng sẽ thuần phục được nó thôi. Hãy nhớ lấy lời ta căn dặn nhé. Nó có vùng vẫy cỡ nào, chàng cũng không được buông tay. Ta sẽ có một con thần mã để cậu có thể ngồi trên lưng nó. Mà mẹ của ta đâu rồi? Mẹ của chủ nhân đang bắt cá ngoài ao sau nhà. Ngài yên tâm đi, có tôi ở đây, bà sẽ không sao đâu. Còn chuyện thần mã là sao? Làm sao để có được thần mã? Hãy kể cho tôi nghe với chủ nhân. Ta sẽ đi tìm thần mã. Thích quá, không ngờ tôi sắp được làm bạn với thần mã. Cả ba chúng ta là bạn với nhau. Ôi không, ngài là chủ nhân của hai chúng tôi. Con ơi, có việc gì vui, con hãy nói cho mẹ biết đi. Con cứu được chim hồng tước khỏi chim ưng. Không ngờ chim hồng tước là tiên nữ. Cô ấy chỉ cách cho con thu phục thần mã đó mẹ. Thần mã à? Vậy thì tốt quá. Con đang lo buồn chuyện gì? Hãy nói rõ cho mẹ nghe đi nào. Nhưng ở nhà chỉ có một mình mẹ, con thật sự là không có an tâm. Mẹ không sao đâu, mẹ biết lo cho bản thân mình mà. Con đừng lo cho mẹ, hãy mạnh mẽ lên. Nhưng con đi thì phải hết sức cẩn thận nha. Mẹ cứ yên lòng, con nhất định sẽ cẩn thận. Tôi cũng nhờ ông bạn dạy bắn cung nên mới có thể trừ hại cho dân. Tôi cảm ơn ông bạn thật nhiều. Ôi không đâu chủ nhân, ngài thành công là do năng lực của ngài đó chứ. Tôi thật sự nể ngài mà. Ngày mai chúng ta đi thu phục thần mã, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng cho mẹ già. Chủ nhân đừng có lo, khi ngài đi vắng á, tôi thấy có vài người phụ nữ qua giúp đỡ mẹ của ngài đó. Được, vậy ta yên tâm phần nào. Ta muốn ngủ một chút cho lại sức, ngày mai lên đường. Ông bạn có ăn không? Thưa chủ nhân, tôi không cần phải ăn bất cứ thứ nào hết. Mà ngài đi bộ như vậy thì lâu lắm. Chứ ta biết đi bằng gì? Ông bạn không ăn
thì có uống nước không? Không ăn, không uống thì người nhẹ tên. Đặt lên lưng con thần mã, khi nó phi nhanh thì ông bạn bay mất tiêu luôn đó nha. Hê, thôi đúng rồi, ngài nói tôi mới nhớ. Tôi chỉ biết phép thuật là đưa bất cứ thứ gì lên cao hay xuống thấp thôi. Thì liên quan gì chứ? Sao mà không liên quan? Tôi có thể đưa ngài lên cao hay hạ ngài xuống thấp để có thể đến chỗ thần mã nhanh hơn. Cảm ơn ông bạn đã giúp ta đi được tới đây. Cảm ơn cái gì? Bổn phận của tôi là phải tuân phục ngài mà. Ai giúp đỡ mình thì phải cảm ơn. Mẹ của ta đã dạy như vậy. Mà ông bạn nghĩ như thế nào về ta? Chủ nhân là một người dũng cảm, dám nghĩ dám làm, hiền lành trung thực nữa. Ồ, ta ghê gớm tới vậy sao? Không đâu, ta cũng sợ lắm á. Chủ nhân thấy tôi hình thù như vậy á mà còn không sợ thì còn sợ cái gì được. Khi ta nhìn thấy mấy con mãnh thú thì ta cũng sợ lắm. Nhưng lúc đó suy nghĩ cần phải trừ hại cho dân lành, cho mẹ ta được sống bình an thì ta hết sợ nữa. Chủ nhân hiếu thảo và rất can đảm. Tôi xin theo hầu chủ nhân thật không sai. Ông theo ta mà ta không giúp được ông cái gì, ta ái nái lắm. Tôi theo hầu một người nhân hậu trung thực là vinh hạnh cho tôi lắm rồi. Thôi ngài ngủ một chút đi, sáng mai tôi sẽ gọi ngài dậy. Nè chủ nhân, chủ nhân, thức dậy và chuẩn bị đi. Chim tiên dạy ta không được buông nó ra. Nào, để xem ngươi thua hay ta thua nhé. Ông thần mã này, làm thêm mấy lần như vậy nữa thì ta không chống cự nổi. Phải làm sao đây? Nè ông bạn, ngoan đi. Ông theo ta để giúp đời, trừ hại cho dân, chứ không phải ta là người xấu đâu. Ngươi đã giúp được đời cái gì rồi? Ta đã diệt hổ, trăng và báo để trừ hại cho dân làng của ta. Chỉ dựa vào mỗi mình ngươi thôi hả? Ta làm chứng đó, chủ nhân của ta đã tiêu diệt ba con mãnh thú đó. Ai nói đó? Ta chính là Yên Ngựa, vì nể trọng chủ nhân nên mới đi theo hầu ngài ấy. Thưa chủ nhân dũng cảm, tôi cũng xin thần phục ngài. Bây giờ ngài muốn đi đâu? Ta muốn được xem mọi người trên đất nước Bảo Bình này sinh sống ra sao. Thần mã, hãy đến kinh thành. Thưa chủ nhân, ngài hãy đi xem đi. Khi nào cần, ngài chỉ gọi một tiếng, tôi sẽ đến ngay. Nơi này rất gần kinh thành, sao lại hoang tàn, sơ sát như thế này? Tại sao đang cầu nguyện mà cụ ấy lại khóc? Có quẩn khúc gì đây chăng? Thưa chủ nhân, tôi nghĩ là họ đang gặp chuyện gì đó. Ngài hỏi thử xem sao. Cụ ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Hỏi người khách lạ. Người không biết rằng ở đây chúng tôi sắp chết khát rồi sao? Xin cụ hãy nói rõ cho con biết, xem con có giúp được gì không. Tại sao lại chết khát? Không lẽ cả một đất nước mà không có nước uống hay sao? Không giúp được đâu. Người nhìn xem, ở dưới chân núi phía tây kia có dòng suối, bên cạnh còn có một cái hồ, nước trong vắt, sạch sẽ. Hồ nước đó chính là nguồn sống của chúng tôi. Ai ngờ đâu, có một con mãng xà ở đâu tới, đến hôm nay nó ăn thịt mấy chục người rồi, không ai dám đến lấy nước nữa, đành phải chịu khát thôi. Hai đứa cháu của tôi, tụi nó thường ra hồ chơi, bị con mãng xà đó nuốt vào bụng rồi. Ôi, hai người con của tôi,
con ơi là con. Con mãng xà này dám hiếp đáp dân lành như thế sao? Để con đi lấy nước cho, xem nó làm được gì. Sao chủ nhân không gọi thần mã để đi cho nhanh? Chuyện này nhỏ quá, không cần phải gọi thần mã đâu. Tôi thật sự nể phục ngài đó, vì người dân mà chuyện nguy hiểm gì cũng dám làm. Không lẽ ông thấy ta gặp nguy hiểm mà bỏ hả? Tôi không đủ sức hạ được con mãng xà đâu chủ nhân à. Con mãng xà lớn quá. Tôi thấy rồi chủ nhân, hèn chi người dân rất sợ hãi. Nhìn nó mà nhớ tới con trăng quấn ta lúc trước, khủng khiếp thiệt. Chủ nhân cứ tự nhiên múc nước đi, đừng có tỏ vẻ sợ hãi nó. Nước, nước đã có rồi sao? Ôi, thiệt là bất ngờ à. Có nước rồi, có nước rồi bà con ơi. Bà con đến đây uống nước đi. Có nước rồi. Bà con uống từ từ, đừng uống nhanh quá sẽ bị sặc nha. Sao trời lại tạo ra chứ con mãng xà này cho chúng tôi phải khổ như vậy chứ? Chắc chúng ta không làm việc thiện nên ông trời cho chúng ta một bài học mà. Con khát quá, cho con uống nước, cho con uống nước. Tôi e là lần này nó sẽ tấn công chủ nhân đó, hãy cẩn thận nha. Kệ, ta không suy nghĩ gì nữa, cứu người là trên hết. Ta không chọc ngươi thì ngươi đừng chọc ta đó. Khôn hồn thì rời khỏi đây, để con người sinh sống. Nè, ngươi không được lại gần ta đó. Chủ nhân cứ thoải mái múc nước, đừng tỏ vẻ sợ nó, để tôi canh nó cho. Cảm ơn ngươi. Tôi nghĩ rằng thùng nước này nên chia cho người già, phụ nữ và trẻ em uống trước. Mọi người nghĩ sao? Thưa quốc vương, có một chàng thanh niên trẻ tuổi đã dám đến hồ nước múc nước đem về cho dân uống mà không bị sao cả. Làng kia có dũng sĩ giết một lúc 3 con mãnh thú, ở đây có một người dám đến trước mãng xà xách nước, vậy là có người tài giúp ta cứu dân rồi. Hãy đưa ta đến đó. Để bà con được yên ổn sinh sống, tôi xin đi tiêu diệt con mãng xà hại người này. Thiệt hả? Đúng rồi đó. Quốc vương cũng có đem một đội lính tiêu diệt nó, nhưng nó quật ngã tan tác lính trang, còn nuốt 4 người một lúc vô bụng đó cháu à. Chắc có lẽ là nó no bụng rồi nên không muốn nuốt thêm ai nữa. Cậu bé này lấy được nước chính là nhờ vậy. Hay là chúng ta cùng kéo tới, mỗi người một thùng nước rồi chạy về. Hãy cho ta biết dũng sĩ nào dám lại hồ lấy nước vậy. Muôn tâu quốc vương, thần tên là Hansen. Hansen, có phải người vừa mới giết một lúc hổ, trăng và báo đó không? Tâu dân, chính là thần, thưa quốc vương. Đúng rồi. Người làng của ngươi đã được nhận thưởng rồi, vì sao hôm nay ngươi lại lên kinh thành? Hãy đứng lên nói ta nghe. Thưa quốc vương, thần chỉ muốn đi khắp nơi để xem cuộc sống của người dân như thế nào. Nếu họ có gặp nguy hiểm hay cần gì thì thần sẽ giúp đỡ họ. Khá khen cho nhà ngươi tuổi trẻ tài cao, mà lại có lòng trung thành với nước, biết yêu thương, giúp đỡ người. Nếu trừ được mãng xà, ta sẽ trọng thưởng. Ngươi có muốn làm quan không? Đúng rồi, dũng sĩ hãy làm quan đó. Dũng sĩ làm quan đi. Đúng rồi đó. Cảm ơn quốc vương đã quan tâm, nhưng thần không muốn bị ràng buộc nơi quan trường, chỉ muốn ngao du thiên hạ thôi.
trời cũng đã về chiều rồi, xin cho thần được đi sớm để đánh đuổi mãn xà, trừ hại cho dân. Hansen, nhà ngươi cần bao nhiêu quân lính? Thần không cần quân lính nào cả, chỉ một mình thần thôi, thưa quốc vương. Chủ nhân, ngài lo lắng điều gì mà thở dài vậy? Mãn xà có chất độc. Buổi tối mắt nó lại sáng hơn con người nữa đó. Ngài đã từng bị trăng quấn nên ám ảnh bởi con vật này thì không có gì lạ. Chủ nhân, sao lâu quá ngài không gọi tôi? Đừng, ông ấy là yên ngựa đó. Chủ nhân, chúng ta đang lo lắng về trận chiến sắp tới với con mãn xà. Bây giờ ngài không giúp chủ nhân á thì còn đợi lúc nào nữa? Chiến đấu với mãn xà hả? Tôi sẵn sàng giúp chủ nhân mà. Vấn đề là chủ nhân đang e sợ sự nguy hiểm vì nó có độc, chưa tìm được cách để chế ngự nó đây. Ngài phải tự tin lên. Nếu chủ nhân mà chiến thắng con mãn xà thì sau này ngài sẽ không sợ bất cứ mãnh thú nào nữa. Ngay cả tôi, tài giỏi như vậy mà ngài còn không sợ thì không cần phải sợ con nào hết. Ngài tài giỏi quá ha. Tôi cũng tài giỏi vậy. Không tin hỏi chủ nhân đi. Chính tôi đưa chủ nhân đi thật nhanh đến đây gặp ngài đó. Ta không biết ngươi tài giỏi ra sao. Ủa? Thì ra nhà ngươi gián tiếp làm cho ta mất tự do đó hả? Vậy thì ngươi biết tay ta. Ê, chủ nhân ơi, cứu tôi. Cái hậu chủ nhân giúp đời, giúp người mà ngài nói là mất tự do hả? Chủ nhân, con ngài nói vậy có đúng không chứ? Không sao, thần mã đang đùa ngươi thôi. Chủ nhân, ngài hãy tự tin lên, chúng tôi sẽ giúp ngài diệt trừ con mãn xà đó. Được rồi, cả hai yên tâm. Hai lần trước ta đã làm ngơ cho nhà ngươi, giờ lại tới đây làm gì nữa? Được lắm, lần này ta sẽ nuốt sống ngươi. Khá khen cho ngươi dám tới đây quấy nhiễu dân lành. Ngươi ở đâu thì về nơi đó, ta sẽ tha cho ngươi mà không tính toán. Chỉ dựa vào một mình ngươi sao? Chủ dân ta nhân hậu, muốn tha chết cho mi, vậy mà mi còn không biết hay sao? Để ta xem chủ tớ nhà ngươi làm gì được ta. Con mãnh xà phun khói độc khiến ta không nhìn thấy được gì. Thần mã, ngài xuống thấp một chút đi, để tôi còn nhìn thấy con mãnh xà đang nằm ở đâu mà làm đôi mắt cho chủ nhân chứ. Nó ở bên trái kìa, đang ngóc đầu lên. Bắn đi. Ngài bắn chặt hai mũi rồi, còn một mũi thì có trúng vào mình nó kìa. Tao không quen ngồi trên lưng ngựa bắn tên. Thì bây giờ coi nó làm bia mà tập đi. Thần mã làm chân, tôi làm mắt cho ngài. Nếu không tiêu diệt được nó thì cả ba chúng ta khó có thể trở về được. Ta nằm yên và chờ đợi chúng bay xuống thấp hơn. Nó sẽ dịch sang chỗ khác, cuộn tròn rồi nằm yên. Chắc nó nằm nghỉ mệt. Thừa cơ hội này chúng ta tấn công đi. Cứ chờ xem, con này khốn thật, nó nhả khói để chúng ta không thấy nó mà xuống gần hơn đó. Chỉ còn ba mũi tên này, bắn không trúng nữa thì không còn cách nào khác. Cứ tự tin lên chủ nhân à. Lúc này chính là lúc việc đó được rồi đó chủ nhân. Hãy coi mũi tên của ta. Ta hứa sẽ cung cấp cho ngươi nhiều bò, ngựa và phong ngươi làm tể tướng. Quốc vương nói đúng, người dân chúng tôi coi ngài như vị thần, xin ngài nhận chức quan để bảo vệ người dân chúng tôi. Xin hãy ở lại với chúng tôi. Xin cảm ơn quốc vương đã chiếu cố đến thần. Xin cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi. Nhưng tôi chỉ muốn đi khắp nơi để giúp đỡ người đang gặp khó khăn thôi.
nhân, đây là nơi ngài cần phải đến. Nơi này là nơi nào? Sao ngươi biết nơi đây mà đưa ta đến? Ôi thôi đi ông thần, tôi nhức đầu quá à. Ông nói chứ đừng có nhảy nữa. Ta đang mừng vì đến nơi đây chúng ta sẽ có thêm một chủ nhân nữa. Thêm một chủ nhân nữa là làm sao? Người nói vậy là sao? Thiên hài cứ đi vào kinh thành rồi sẽ rõ thôi. Tránh đường, tránh đường, tránh đường, tránh đường, tránh đường, tránh đường. Quốc dương vạn tuế, dương quốc hạnh phúc vạn tuế. Chào thần dân của dương quốc ta. Chào quốc dương hạnh phúc. Chào quốc dương hạnh phúc. Chào quốc dương hạnh phúc. Ôi, công chúa Anh Nét sáng đẹp như mặt trời. Phải đó. Hãy tung hô công chúa Karina đi. Công chúa Karina sống trong vườn hoa thần mặt trời. Tại sao ta không có giang sơn riêng mà phải sống trong vườn hoa chứ? Người dân này thiệt là đáng ghét à. Công chúa Anh đi đẹp như hoa hồng trong nắng sớm. Hôm nay là ngày gì mà quốc vương và các công chúa ngồi kiệu diễu hành như vậy, thưa ông? Chàng trai trẻ chắc là người từ xa tới đây nên không biết. Hôm nay là ngày dành cho các chàng trai thi cưỡi ngựa bắn cung đó. À, chỉ có vậy thôi. Nhưng sao các cô công chúa lại diễu hành trên đường phố vậy? Ồ, chàng trai trẻ không biết rồi. Thì các chàng trai tài giỏi sẽ được các cô công chúa chọn mà ném thú cầu. Người đó sẽ là phò mã của vương quốc này. Ai cũng có thể thi, kể cả người ở những nơi khác đến. Cuộc thi thứ nhất, thi cưỡi ngựa. Chủ nhân, ngài mau nhảy lên, tôi sẽ cho ngài thắng trận đầu tiên. Ta không có ý muốn thi mà. Không được, bắt buộc ngài phải thi. Chủ nhân đã không muốn thi, vì sao ngài vẫn muốn ép chủ nhân thi chứ? Người biết gì mà nói. Nào chủ nhân, mau lên ngựa thôi. Không biết thì phải nói cho người ta biết chứ, làm gì xấu tính dữ vậy. Thôi được rồi, ta đồng ý thi. Hai ngươi đừng có cãi nhau nữa. Chưa. Bắt đầu cuộc thi thứ hai, thi bắn cung. Ngồi trên lưng ngựa bắn cung không phải là chuyện dễ. Lúc chiến đấu với mãng xà, người đứng yên nên ta mới bắn trúng đó chứ. Chủ nhân hãy nghĩ là mình đang ngồi trên ghế và tự tin lên. Tôi sẽ đứng yên cho chủ nhân bắn cung. Cuộc thi này ngài cũng phải thắng thì mới đến cuộc thi gieo tú cầu chọn phò mã. À, giờ tôi mới nghĩ ra, có thêm chủ nhân chính là đây nè. Được rồi, lúc đó tôi sẽ đứng yên, không nhúc nhích gì cả. Chủ nhân yên tâm. Thần tinh Hansen là thợ săn nghèo ở vùng quê tại Dương quốc Bảo Bình. Ngươi cưỡi ngựa giỏi, bắn cung tốt, nhưng ta không thể nào gả công chúa cho ngươi được. Hãy nhận vàng và rời đi đi. Thần chu du khắp nơi cũng chẳng cần vàng bạc đem theo làm gì.
xin quốc vương hãy tặng thưởng cho người khác. Chàng ấy không coi trọng tiền tài, danh vọng. Ta rất cảm ơn. Đi thật hả chủ nhân? Đi như vậy thì làm sao có thêm chủ nhân được nữa. Quốc vương nước này chỉ biết trọng người giàu mà không quan tâm tới người tài, đúng là xấu hổ mà. Ê, chứ không lẽ hai người muốn ta tìm mọi cách để ở lại? Thôi, chúng ta tiếp tục tới nơi khác, xem người dân sống như thế nào. Thì đôi khi cũng phải hạ mình để có được hạnh phúc chứ chủ nhân. Theo như tôi hiểu về tướng mệnh của chủ nhân thì nơi này chính là cơ duyên của ngài. Vậy thì thần mã, ngài quay lại đi. Chúng ta nên rời khỏi đây. Tôi thấy công chúa Ách Ni nhìn chủ nhân đó. Tại sao con không ném tú cầu? Con không chọn được ai từ các chàng trai này sao? Con chọn chàng ấy. Con chọn ai nào? Thì ra con chọn chàng trai nghèo nàn đó sao? Nè, ông làm gì vậy thần mã? Nhanh lên thần mã ơi. Phụ vương, sao gia lại làm như vậy? Không lẽ trời lại sắp đặt như vậy sao? Ngươi nhận quả cầu của công chúa Annette, vậy ngươi sẽ làm gì để công chúa hạnh phúc? Tâu quốc vương, cha thần là quan tể tướng, sự giàu có của cha sẽ mang lại cho công chúa sung sướng và hạnh phúc. Công chúa Annette, con nghĩ sao? Con có đồng ý chọn chàng trai này làm phò mã không? Phò mã là con quan tể tướng thì rất giàu có. Con đồng ý, thưa phụ vương. Mặc dù ta chưa có công danh sự nghiệp gì cả, nhưng vàng bạc của cha ta thì có thể cho công chúa suốt đời sống trong sự giàu sang. Phụ vương phải ban cho phò mã một chức vị thì mới xứng với con. Ngươi nhận quả cầu của công chúa Carina, vậy ngươi sẽ làm gì để công chúa hạnh phúc? Cha thần là thương gia buôn bán dược liệu quý, thần sẽ nghe hết những lời công chúa dạy. Công chúa Carina, con nghĩ sao? Con có đồng ý chọn chàng trai này làm phò mã không? Chị Annette có chồng là con quan đại thần, còn mình thì thôi kệ. Chọn anh chàng nhút nhát này, có khi mình nắm quyền anh ta cũng được đó. Chàng làm gì để cho ta hạnh phúc, sống cuộc đời giàu có đây? Cha của ta kinh doanh dược liệu quý hiếm, không phải ở đâu cũng có. Nàng sẽ suốt đời không sợ đau yếu bệnh tật gì cả. Con chịu phò mã này, nhưng cha phải cho chồng con một chức vụ cao đó nha. Con nghĩ sao? Có hợp ý con không? Bây giờ thay đổi cũng không muộn đâu. Con thích dáng vẻ hiên ngang anh dũng, sự trung thực của chàng ấy. Cho dù cuộc sống có nghèo khó, con cũng chịu được, thưa cha. Ngươi nhận quả cầu của công chúa Adni, vậy ngươi sẽ làm gì để công chúa hạnh phúc? Nhà thần nghèo lắm, chỉ nuôi dê lấy sữa uống, không cần vàng bạc châu báu hay chức tước chi cả. Chỉ dâng công chúa tấm lòng trung thực này thôi, tâu quốc vương. Chỉ có kẻ không bình thường mới không cần vàng bạc châu báu. Chỉ có tấm lòng trung thành thì con ta có được hạnh phúc không? Đất nước này mang tên hạnh phúc, thì thần tin rằng ai sống trong vương quốc này dù nghèo cũng sẽ được hạnh phúc. Thưa phụ vương, con tin rằng với tấm lòng trung thành của chàng, cho dù chúng con có nghèo khổ cũng vẫn sẽ có hạnh phúc. Chúng nó còn trẻ, không biết sự nghèo đói là như thế nào. Ta sẽ cho chúng nó nếm trải, nhưng không để cho con cái ta phải rời xa khỏi vương quốc này. Nó sống khổ mà ta cũng không biết. Đấy là lời của hai người nói, không cần vàng bạc và địa vị. Ta sẽ cho hai người thấy
sự nghèo nàn có làm cho các ngươi hạnh phúc hay không? Toàn dân sẽ tổ chức lễ cưới linh đình cho công chúa Annette và Karina vào ngày trăng tròn sắp tới. Ta cho vợ chồng ngươi 10 con dê. Ngay lập tức hai người phải rời khỏi cung điện, sống cuộc đời khó khăn, túng thiếu trong vương quốc này, không được rời khỏi đất nước khi không có sự cho phép của ta. Ủa, ngài làm gì mà đứng không yên vậy? Làm tôi choáng hết cả đầu luôn. Ta dẫn quốc vương nước này không cần người tài giỏi, chỉ cần người nịnh hót thôi. Ngài nói vậy là sao? Có thể nói rõ ra cho tôi hiểu được không? Thì quốc vương cũng cho chủ nhân chúng ta sống với công chúa, nhưng chỉ cho một đàn dê, sống trong sự nghèo nàn mà cũng không cho rời khỏi vương quốc. Sao lại vậy được? Chủ nhân là người nhân hậu và tài giỏi mà. Ngươi không tin thì hãy chờ đi. Đó, ngươi xem, ta nói đúng chưa? Thần mã ơi, ngài đừng nhìn họ hoài vậy. Công chúa không chịu ngồi trên ngựa mà muốn đi bộ cùng với chủ nhân. Coi ra chủ nhân chúng ta đã có vợ hiền rồi. Chủ nhân của ta chứ chủ nhân gì của ngươi? Ta theo chủ nhân trước. Nếu không có ta thì ngài làm gì tìm đến ông? Ta đang bực tức và rất khó chịu. Coi chừng ta hất ngươi xuống đất đó. Hai vị làm ơn đừng lên tiếng chứ, kẻo nàng ấy sợ hãi rồi chết khiếp bây giờ. Chuyện của hai người á, ta sẽ nói thật cho nàng ấy biết sao. Ta đi săn bắn, nàng ở nhà cẩn thận. Khi trời sụp tối ta sẽ quay về. Hai vị hãy giúp đỡ chàng nhé. Chủ nhân an tâm. Ni chăm chỉ làm việc, nàng dạy người nghèo may vá theo thùa rồi đem ra chợ bán. Còn Hansen thì ngày ngày vào rừng săn bắn. Suối ở đây trong vắt, người ở đây uống nước, ta và yên ngựa vào rừng. Khi nào ta gọi thì nhớ vào đón nha. Chủ nhân cẩn thận. Không có một con thú nào. Không lẽ ta lại về không sao? Chủ nhân, hay là chúng ta vào sâu thêm một chút nữa? Tôi nghe âm thanh phát ra từ hướng này nè. Hình như có con vật nào đó bị thương. Khỉ ơi, ta tưởng sẽ cứu được ngươi, không ngờ ngươi lại bị chết như thế này. Tôi chưa chết, tôi bám được cành cây, nhưng tôi mệt quá. Yên ngựa, ngươi có cách nào cứu được khỉ không? Không xong rồi, nó còn bám chặt vào cành cây, tôi không có làm phép được. Thần mã, mau đến đây. Thần mã xin tuân lệnh chủ nhân. Ngươi bay xuống đưa con khỉ lên đây. Thần mã xin tuân lệnh chủ nhân. Ôi đau, ta đau quá, đau quá. Chủ nhân, ngài thiên vị thần mã quá à. Săn sóc làm đẹp cho ngài ấy, còn tôi thì ngài lãng quên luôn. Ngươi đừng có ganh tị, bởi vì ngươi xấu hay đẹp thì cũng cưỡi trên lưng của thần mã mà. Ôi, không thể được, không thể được. Tôi xin chủ nhân hãy trau chuốt, chăm sóc cho cái yên thật đẹp thì mới xứng tầm với tôi. Phụ dương của thiếp chắc không qua khỏi rồi chàng ơi. Tại sao vậy? Phụ dương bệnh gì? Trên
người của ngài. Đây những... Ngài e ngại điều gì? Sao không nói thẳng luôn đi mà cứ ngập ngừng như vậy? Người e ngại việc chi? Dạch núi thẳng đứng thế kia, con người như chủ nhân thì làm sao lên nổi. E rằng rớt xuống thì tan xương nát thịt đó. Quả đúng là như vậy. Thần mã, ngài không có cách nào giúp được chủ nhân hay sao? Ta không có cách nào cả, chỉ mong chờ vào phúc đức của chủ nhân thôi. Ông có thể cho ta sợi dây thừng dài được không? Chủ nhân định làm gì? Rất tiếc tôi không thể giúp được gì cho chủ nhân. Ngài hãy cẩn thận. Chủ nhân thật là thông minh. Ta đã sớm biết chủ nhân rất thông minh rồi. Tôi theo hầu nghệ quả là rất xứng đáng. Nè ông thần mã, hãy dõi theo chủ nhân để còn có thể giúp đỡ ngài nữa chứ. Ta đã nói là không thể giúp được gì rồi mà. Hay quá vậy, lấy hết không chừa cho em gái đi sao chị? Rõ ràng là tham lam quá mà. Sao không ào vô lấy đồ mà còn đứng đó? Về cung rồi, sao không đến thăm phụ vương mà ào vô lấy đồ? Nghe quần thần nói, phụ vương bệnh nặng lắm rồi. Có nói được đâu, còn thăm chi nữa? Đã không nói được mà phụ vương còn hôi tâm. Nếu vợ chồng công chúa Karina mà chịu được thì vô thăm đi, ta đây không cản. Đúng rồi, nghe nói người của phụ vương lỡ loét, quần thần không ai dám lại gần. Mình vào, lỡ bị lây bệnh thì sao? Tại sao nàng lại nói như vậy? Cha mẹ lâm bệnh thì nhờ con cái thuốc thang đỡ đần, lúc này không lo thì còn chờ lúc nào nữa? Chàng đứng lại, đứng lại đó, có nghe không? Công chúa hãy sắc dược liệu này cho phụ vương uống, có thể sẽ giảm bớt một chút bệnh tình chăng? Ta đã nói là ta không giúp được, sao mà ngươi cứ lải nhải bên tai ta hoài vậy? Ta lớn tuổi hơn ngài, đi theo nhiều đời chủ nhân trên chiến trường, ta có kinh nghiệm nhiều hơn ngài. Chỉ là sao? Ngài là thần, còn ta là yêu tinh. Thôi được rồi, ta thua ngươi rồi. Đừng nói gì đến thần hay yêu tinh nữa. Chúng ta cùng theo một chủ nhân, thì bây giờ chúng ta cùng dõi mắt theo ngài ấy. Vĩnh biệt mọi người. Ôi chủ nhân, mau cứu chủ nhân. Ta đến phòng của mẫu hậu. Phải rồi, trong đó của cải rất nhiều. Mau, chúng ta chạy đến phòng của mẫu hậu trước nó đi. Chàng làm gì mà chậm chạp quá vậy chứ? Hai công chúa chị con đã về với cha chưa? Chắc cha không sống được nữa. Phụ vương, đừng nói như vậy. Con có giận cha không? Ôi, xin cha đừng nói như vậy. Con nào dám giận cha chứ? Chồng con đâu rồi? Chàng ấy vừa nghe tin phụ vương lâm bệnh, liền đi kiếm cỏ tiên về cứu cha. Bẩm công chúa, hai công chúa lấy những vật báo của các phòng xong thì bỏ đi rồi. Không sao đâu, cứ để cho hai chị ấy muốn lấy gì thì lấy. Chàng ơi, cố gắng mang cỏ tiên về cứu cha. Cảm ơn thần mã.
Ta tưởng là sẽ không gặp được mọi người nữa. Ta nghĩ chủ nhân phải cẩn thận hơn. Còn ta thì nghĩ chủ nhân nên dừng lại, vì trời đã về chiều rồi. Quốc vương không thể nào chờ đợi được đâu. Ôi, tên rơi mất hết rồi. Phải trở xuống thôi. Tên rơi mất hết. Làm sao diệt được con sư tử chín đầu? Làm sao chuốt lại tên kịp đây? Muốn làm tên thì phải chặt cây, dao phải sắc thì mới chuốt tên được. Chào ân nhân, ngài khỏe chứ? Là ông đó sao? Sao hôm nay ông tới đây? Có chuyện gì không? Tôi đến để xem có giúp được gì cho ân nhân không. Phải vậy chứ, chủ nhân ta đang cần những cung tên sắc bén. Anh bạn có thể giúp ta được không? Muốn chuốt tên phải dùng gỗ bồng hoặc là gỗ thông bá hương thì mới được. À, hiểu rồi, đợi tôi một chút. Sao nó không nói gì cả vậy? Chủ nhân yên tâm, chắc chắn nó sẽ quay lại mà. Tôi gọi đại của tôi đến để kiếm hai loại gỗ đó. Chúng ta phải làm thật nhanh vì trời sắp tối rồi. Cành gãy cây, chủ nhân rơi xuống chút thì tan xương rồi. Ngày mai ân nhân không cần bắn tên để leo, tôi ngậm dây rồi leo lên đó, cột vào thân cây, như thế sẽ chắc chắn hơn. Ngài nghĩ thế nào? Lực chứ không phải dùng phép thuật để lên núi. Thật tuyệt vời đó ông bạn khỉ à. Tôi nghĩ như thế này, tôi lên đó cột dây vào, nhưng tôi sẽ kéo ân nhân lên. Chứ ngài leo như thế này thì còn sức đâu mà chống chọi với con sư tử chín đầu trên đó, có phải không? Ừ, ông nói đúng đó. Ta rất biết ơn ông vì đã giúp ta. Ngài đừng nói như vậy, nếu không có ngài thì tôi đã chết rồi. Tôi đưa ân nhân lên đến đây thôi, tiếc rằng tôi không thể giúp thêm được gì cho ngài nữa. Sức của tôi không chống nổi với con thú trên đó. Ai, đừng nói vậy. Ông giúp được ta như vậy là quá đủ rồi. Ta không muốn những người bạn thân thiết của ta gặp nguy hiểm gì hết. Chỉ mình ta là đủ rồi. Ân nhân, hãy cẩn thận. Chắc đó là cỏ tiên. Ta mau mau hái rồi đi xuống ngay, kẻo gặp con sư tử đó. Con sư tử đang ở đâu? Sao ta không thấy nó? Phải thật cẩn thận mới được. Ta không muốn hại con thú nào. Nếu ông sư tử vui lòng cho ta cây cỏ tiên thì ta sẽ xuống núi ngay mà không làm gì ông cả. Ta tha cho ngươi, miễn là ngươi đừng thức dậy. Ta chỉ cần hái cỏ tiên để cứu mạng người thôi. Hãy ngủ cho ngon nha. Thôi xong rồi. Ngươi lại sao dám phá giấc ngủ của ta? Tôi nào dám phá giấc ngủ của ngài, chỉ vì vô tình rớt hòn đá trúng ngài thôi. Từ bao lâu nay ngươi và thú không đụng chạm đến nhau, vậy ngươi đến đây để làm gì? Tôi chỉ muốn ngài lấy lòng nhân từ mà giúp cho con người chúng tôi một vị thuốc để chữa bệnh cho cha. Nó muốn hái cỏ tiên đó. À, không thể cho. Đuổi nó đi. À, I'm gonna die.
con ơi. Ta rất bực bội vì nó làm ta thức giấc đó. Thử tội nó đi. Đã lâu ta chưa chiến đấu với ai, bây giờ đừng bỏ qua. Không, tôi không muốn chiến đấu gì cả. Tôi chỉ xin các ngài một nhánh cỏ tiên thôi. Mong các ngài làm ơn giúp tôi có được không? Ngươi có biết là ta đang canh giữ cỏ tiên hay không? Vậy mà còn dám xin. Đau quá. Con sư tử cười như vậy thì chắc là chủ nhân bị cái gì rồi đó, cho nên nó mới cười như vậy, có đúng không? Vậy sao ngài không bay lên giúp chủ nhân đi? Ngài phép thuật nhiều hơn ta mà. Không phải là ta không muốn giúp, ta còn lo lắng hơn ngươi nữa. Chỉ là nếu dùng phép thuật để đoạt cỏ tiên thì nó không linh nghiệm để chữa bệnh nữa, đem về cũng vô dụng thôi. Thì ra là vậy. Nhưng mà ta lo lắng quá. Sao núi rung chuyển dữ vậy? Chủ nhân chúng ta có sao không? Tiếng gầm này là chắc chắn có con sư tử rồi. Như vậy là chủ nhân chưa tiêu diệt được nó. Như vậy là nguy rồi. Ông mau mau cùng tôi lên đó đi. Ta vẫn còn sống sao? Trước khi ngất đi, ta thấy con sư tử nhảy chồm đến ta, rất hung hãn mà. Chính nhờ chủ nhân nằm sát mép núi, nó phóng đến ngài thì rơi luôn xuống vực rồi. Trời tối rồi, thần mã, ông đưa ta tới cung điện thật nhanh đi. Cho ngài ăn cỏ tiên, nhanh lên. Tại sao phò mã bị thương tích như vậy? Chồng con lên đỉnh núi hái cỏ tiên trị bệnh cho cha. Phò mã Hansen, ta sẽ truyền ngôi cho con. Phụ vương sao vậy? Người vẫn chưa khỏe sao? Chàng ơi, tại sao phụ vương lại như thế này? Ngài vẫn còn thấy mệt sao? Hay là cỏ tiên không hiệu nghiệm? Ta khỏe mà. Sau khi ăn cỏ tiên con đem về, ta cảm thấy còn khỏe mạnh hơn trước nữa. Sao hai con lại lo lắng như vậy chứ? Dạ, tại vì không ai khỏe mạnh mà. Vợ chồng con tưởng là cha không khỏe nên mới truyền ngôi. Ta ân hận vì đã khinh thường phò mã, trung thực hiếu thảo, lại coi trọng hai chị em của con mà chẳng quan tâm đến con. Thật ra chỉ vì tính cố chấp của cha đã để cho hai con phải sống cực khổ. Dạ không thưa cha, dù chúng con sống khốn khó nhưng chúng con hiểu nhau và sống rất hạnh phúc. Con đừng ngắt lời cha. Trên giường bệnh, cha muốn nói nhưng không thể nói được. Bây giờ hãy để cha nói. Cha muốn truyền ngôi cho phò mã Hansen. Ngài khỏe mạnh hơn trước thì không vì lý do gì mà truyền ngôi. Vả lại, con cũng đã quen sống đạm bạc, không quan vị, cũng chẳng cần vàng bạc, thì ngôi vị quốc vương con càng không nghĩ tới. Đã lâu rồi con không gặp được mẹ của con. Bây giờ con chỉ muốn ngài cho phép con được về quê hương sống với mẹ già là con hạnh phúc lắm rồi. Con đúng là người con hiếu thảo.
Phò mã có tài lẫn có đức, ta thực sự hối hận. Ngôi vị này không truyền cho người xứng đáng là con, thì sau này ta biết truyền cho ai? Con hiểu ý phụ vương. Con xin kể cho cha rõ việc này, rồi tùy người quyết định. Trong lúc cha nằm bệnh, các vị quan không muốn vào thăm. Hai công chúa và phò mã cũng sợ bị lây bệnh. Duy có chồng chị Karina đã vào đây thăm cha, rồi đưa cho con gói dược liệu. Chính nhờ dược liệu này mà cha đã chờ được tới lúc đem cỏ tiên về. Ôi, vị phò mã này lúc đầu ta cũng không ưng ý cho lắm, không ngờ như vậy là vị phò mã thứ hai cũng là người hiền đức. Cha hiểu và biết phải làm gì rồi. Duy có một điều, phò mã đó không dũng cảm, lại rất sợ chị của con. Ta cho phép hai vợ chồng con được quay lại quê hương, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì thưa cha? Con phải để ta xây một tòa lâu đài trên mảnh đất của con, bởi vì ta mong muốn vợ chồng con luôn sống trong hạnh phúc. Ngày mai ta sẽ ban bố cho toàn dân trên vương quốc này được biết phò mã Hansen trở về cố hạnh phúc. Các con trở về là mẹ mừng lắm. Nhìn con bây giờ, mẹ thấy hình bóng sự can đảm và nhân hậu của cha con trong đó. Ít lâu sau, tại ngôi làng nhỏ, một tòa lâu đài tráng lệ được xây cất. Thế là kể từ đó, Hansen cùng Agni sống hạnh phúc bên người mẹ, cùng hai người bạn trung thành là Thần Mã và Yên Ngựa.